Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh người kể chuyện ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Hòa Viễn với tựa đề Hàng xóm tàn độc đoạt vợ nạn nhân. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. trời về đêm, từng cơn gió thổi qua dạng bạch đàn, làm cho đám lá khô rơi xuống, phổ đầy trên nền đất đá. Bụi tre bên hồng nhà quét xào xạc trên mái ngói, tạo thành những tiếng lạo xạo nghe đến giận người. Gió lùa những chiếc lá khô, rồi từng đụn rơm giả, có lẽ bị lũ chuột tha vào làm tổ trên ấy, rơi xuống phòng nơi hai mẹ con hoa đang nằm. Ánh đèn dầu đặt trên ban thờ cũng leo lét, nghiêng ngả, như muốn tắt theo từng cơn gió thổi tới mẹ ơi đêm nay ba con không về hả mẹ đang nằm nép mình vào trong lòng mẹ con hoa thủ thể cất tiếng hỏi cơn giông bất chợt ập tới kèm với những tiếng gió rít gào ngoài trời khiến cho một đứa nhỏ như nó có phần hơi sợ như hiểu được tâm trạng của con mùi đưa tay xoa xoa lấy đầu nó một tay ôm chặt con vào trong lòng miệng không quên vỗ về ba đi làm xa rồi con hôm nay ba không có về con ngủ đi muộn rồi ngày mai còn đi học nữa chỉ là câu nói sau đấy của con hoa làm mùi không khỏi ngỡ ngàng con không thích ba về nữa con muốn ở một mình với mẹ thôi sao con lại nói thế chẳng phải ba đi làm để lo cho mẹ con mình hay sao rúc sâu vào lồng ngực của mẹ con hoa lắc lắc cái đầu giọng có phần nặng nề hơn không con không thương ba nữa con ghét ba ba chỉ toàn đánh mắng mẹ thôi ba uống rượu ba mắng cả con ba không muốn con đi học chỉ muốn con nghỉ ở nhà đi chăn bò hốt phân bán kiếm tiền mùi vốn sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em tại một vùng quê nghèo cuộc sống cơ cực vất vả làm việc luôn tay luôn chân cũng chỉ đổ cái ăn cái mặc qua ngày đoạn tháng. Môi càng lớn càng xinh đẹp, nước da trắng ngần, dáng người cao giáo, mái tóc đen dài, với khuôn mặt không góc chết, khiến cho bao đám trai làng chỉ liếc nhìn cũng phải say đắm. Thế nhưng thực tại, ở cái nơi này, cô đẹp tới mấy cũng không có sắt ra mà ăn được. Tuổi vừa đôi mươi, cũng như bao người con gái khác, mùi xa gia đình gả đi theo chồng chồng của mùi là thìn một người đàn ông làng bên hai anh chị tình cờ gặp nhau trong một lần đi xem đoàn văn công biểu diễn trên thị trấn trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa chả mấy chốc nên duyên vợ chồng cuộc sống ban đầu của hai người cũng hạnh phúc cũng có những ước mơ cũng có những dự định làm thứ này thứ kia nhưng rồi tất cả đều thất bại đặc biệt là khi mùi hạ sinh đứa con gái đầu lòng. Gia đình càng trở nên túng quẫn, tính nét của chồng thì ngày càng thay đổi. Anh ta không còn yêu chiều cô vợ xinh đẹp của mình như ban đầu. Thay vào ấy là thái độ cục cằn thô lỗ. Nhiều khi trong cơn say, anh ta còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người cùng đầu ấp tay gối với mình. Dù rằng sau khi tỉnh rượu, anh ta lại sắn xít, lại xin lỗi, hứa sẽ yêu thương vợ con. Nhưng quá nhiều lần xảy ra khiến mùi cũng không còn hy vọng. Đối với cô con gái nhỏ, cuộc sống vật chất khó khăn khiến cho nó cũng không có được tình yêu thương trọn vẹn. Dù chưa khi nào bị ông ba nó lớn tiếng, nhưng thà là bị ba trách mắng còn hơn nó phải chứng kiến cái cảnh bố mẹ đánh trời to tiếng lẫn nhau. Còn Hòa cứ như vậy mà lớn lên. Trong đầu nó vô hình chung đã có suy nghĩ không tốt về người ba. Bản tính con nhỏ cũng trở nên lầm lì ít nói. Mùi biết đứa con mình thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm, sợ rằng sau này lớn lên sẽ trở thành một nỗi ám ảnh trong cuộc đời của nó, nên càng vì thế mà càng tỏ ra cưng chiều con hơn. Cô chỉ không nghĩ rằng một con nhỏ mới 10 tuổi như Hoa lại đã bắt đầu hiểu chuyện. Chết chết, Sao con lại nói thế? Từ bây giờ con không được nói như vậy nữa nghe chưa? Ba mà nghe thấy, ba sẽ buồn lắm đó. Cái chuyện của ba mẹ là chuyện của người lớn, con không có hiểu được hết đâu. Cũng đừng có để trong bụng. Ba bình thường hay lớn tiếng với mẹ vậy thôi, chứ ba thương mẹ lắm đấy. Cái kìa, kìa mới hôm nọ đi lên thị trấn về, còn mua cho mẹ cái chun buộc tóc này. Con biết rồi mà, đẹp đúng không? Thế sao ba lại không muốn cho con đi học hả mẹ? Mẹ không thấy ba mắng con, Nói con là đồ con gái học lắm làm gì rồi mấy lần chỉ một chút nữa là ba sẽ rách vở con ra rồi biết rằng con nhỏ đã bị tổn thương suy nghĩ của con nhóc cũng không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được môi nhẹ nhàng lấy tay vỗ về lên lưng nó an ủi như cái cách mà cô vẫn làm những lúc con buồn đó là những lúc ba say ba bị con ma men nó điều khiển Chứ thực tình bà không có ý mắng mẹ con mình đâu. Thôi, bây giờ con ngủ đi. Trời cũng muộn rồi, sáng mai còn đi học nữa. Trời càng về khuya, gió lại càng lớn. Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi xuống mái ngói gạch lộp cộp, như tiếng tâm trạng thổn thức của mỗi lúc này. Rồi căn nhà nhanh chóng chìm vào trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều tiếng hai mẹ con thi thoảng trở mình trong đêm ngọn đèn dầu trong nhà như đang bị thứ gì đó thổi vào mà trao đảo nghiêng ngả như muốn tắt con hòa giật mình ngồi nhỏm dậy bởi vì trong cơn mê man nó nghe thấy có tiếng gõ cửa lộc cộc ở bên ngoài ngó qua khe cửa sổ nó thấy trời vẫn còn tối lắm nghĩ rằng ông ba đã về con nhỏ rón rén bước xuống giường không muốn làm mất giấc ngủ của mẹ vừa đưa chân lần mò đôi dép con hoa vừa thì thầm cằn nhằn trong miệng về sớm không về lại phải đúng vào cái giờ này nữa sao bà không ngủ luôn bên ngoài đi về rồi làm mất giấc ngủ của người khác vừa nói tới đó thì bỗng một tiếng sét vang lên trên bầu trời ánh chớp chiếu xuyên qua những khe cửa soi sáng khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ hãi của con nhỏ ánh đèn dầu trên bàn thờ bỗng vụt tắt không gian ngoài ấy trở nên tối đen như mực sau phút giây giật mình kinh sợ con nhỏ lấy lại bình tĩnh miệng thì nói thế nhưng nó cũng lo cho ông ba đang đứng bên ngoài cây bị ướt nhanh chóng dò dẫm từng chút đi ra bật lại chiếc đèn dầu hoa tiến dần về phía cửa then cài được kéo sang một bên cánh cửa từ từ được mở ra Trời bên ngoài mờ tối, lại đang mưa lớn, khiến Hoa phải mở to đôi mắt ra nhìn. Đã định lên tiếng hỏi ba, nhưng nó lại giật mình ngạc nhiên vì bên ngoài cửa chẳng có một ai đứng cả. Ngước mắt nhìn ra xa, nó thấy ở nơi giữa sân đang có bóng một người đàn ông. Bóng hình người ấy cứ mờ mờ ảo ảo trong cơn mưa, không trông rõ mặt. Người ấy đưa hai tay lên như muốn ôm Hoa vào lòng, miệng mấp máy từng âm thanh chập chờn rót vào tai hoa câu được câu trăng hoa hoa ơi lạnh lạnh quá người đàn ông đứng cách con hoa có mấy bước chân nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ lắm như từ chốn âm u thăm thẳm nào đó vọng về con hoa ngơ ngác không nghe rõ những lời mà người đàn ông đó nói nó tròn xoe đôi mắt nhìn rồi giọng lý nhí Ai... Ai vậy à? Ai mà giờ này gõ cửa nhà cháu có chuyện gì đấy? Sao không vào đây mà lại đứng ở ngoài trời mưa thế? Mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của con nhỏ, người đàn ông vẫn đứng yên tại đó. Ông ta từ từ ngước mặt lên. Mặt ông ta trắng bệch miệng đang nhẻo ra một dòng máu tươi. Đôi mắt đang mở trừng trừng trợn ra toàn lòng trắng. Ông ta nhìn vào hoa đâm đâm, khiến toàn thân con nhỏ cứng đỏ cơn gió lạnh bút bất chợt thổi ập vào người làm con hoa run lên bần bật người đàn ông lặp lại lời nói lúc vừa bằng cái giọng âm u ghê rợn hơn lạnh lạnh quá ta lạnh quá con hoa đứng á khẩu mà nhìn vào người trước mặt miệng lắp bắp muốn nói nhưng không thành câu cái giọng nói sâu thẳm kia lại vang lên trong đầu nó chỉ là lần này nó có thể nghe rõ những lời mà người đàn ông kia nói Hoa ơi Ba chết rồi Ba chết rồi Hoa ơi Hoa kinh hãi đưa mắt nhìn vào người đàn ông Nó muốn nhìn xem người đang đứng trước mặt kia có phải là ông ba của nó hay không Chỉ là cái bóng tối với cơn mưa tầm tã khiến nó không thể non rõ Hình bóng người ấy lúc này đang chậm rãi tan biến rồi bất chợt có tiếng gà gáy vang lên tiếng gà vừa dứt thì bóng người đàn ông cũng đã không còn ông ta biến mất như chưa từng xuất hiện hoa hoa dậy dậy con ơi trời ơi cái con nhỏ này làm sao mà người lại lạnh toát cả lên thế này trong cơn mơ màng hoa nghe thấy tiếng mẹ mùi gọi bên cạnh giật mình con nhỏ ngồi bật dậy cảm giác lạnh lẽo tâm trạng bàng hoàng trong giấc mơ lúc vừa vẫn còn y nguyên ngoài trời vẫn là một màu lờ mờ chưa sáng tỏ mưa vẫn đang rơi gió vẫn đang thổi tiếng gà gáy phía sau nhà vang lên báo hiệu màn đêm sắp qua đi nước mắt còn hoa tự nhiên chảy xuống hoa không hiểu sao trong ngực mình lại nhói đau dường như quả tim của nó đang bị thứ gì đó bóp chẹt lại vậy giờ đây ngồi một mình nơi căn bếp lụp sụp, đôi mắt đỏ đẫn với những giọt nước mắt ngắn dài. Đôi mắt vô hồn nhìn vào ánh lửa, đầu óc con hoa trở nên trống rỗng. Những tiếng khóc than, tiếng người nói ồn ào qua lại ngoài kia dường như không mảy may gây ảnh hưởng tới tâm trạng của nó. Trước giờ, sẽ chẳng có khi nào nó nghĩ mình sẽ chảy một giọt nước mắt nào cho người đàn ông mà nó gọi là ba cả. Thậm chí đã có những lúc trong suy nghĩ non nớt của con bé mới 10 tuổi, còn mong một ngày người ba này sẽ đi thật xa, đi để cho cuộc sống của hai mẹ con nó đỡ khổ. Chỉ là nó không nghĩ tới, ông ba nó chết đi thật. Nước mắt nó đã chảy ra ướt nhòe trang giấy trắng, khi mà tiếng cô giáo trên lớp thì thầm vào tai. Hoa ơi, con về nhà đi, bao con bị tai nạn mất rồi. Nó nhớ như in buổi sáng ngày hôm trước, khi mà đôi mắt vẫn còn nặng trĩu cái cảm giác lành lạnh của tiết trời sớm khiến nó như còn muốn cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng văng vẳng bên tai là tiếng mẹ nó với ông ba đang to nhỏ bên ngoài ôi trời ơi anh thìn nữa là anh thìn đây là tiền cho con nó đóng học em phải ký cóp mãi mới gần đủ anh mà lấy đi con nó biết phải làm sao Ê, hey, tôi đã nói rồi là tôi mượn Tôi chỉ mượn vài ngày thôi, rồi tôi sẽ mang trả lại cho. Cô làm sao mà cứ phải xôn xôn lên như thế? Hàng xóm người ta nghe thấy, người ta lại cười cho bây giờ. Nhanh, đi bỏ tay ra cho tôi đi. Mượn? Lần nào anh cũng nói là anh mượn. Xong rồi anh đâu có khi nào mang trả lại đâu. Anh nói là anh lấy làm ăn, rồi anh kiếm tiền về lo cho mấy mẹ con tôi. Nhưng bao lâu nay, anh đã lo được cái gì cho cái nhà này chứ? Hay anh chỉ lo rượu trẻ, lũ bạn nhậu của anh? Có chút tiền trong nhà, anh lục lọi mang đi bằng hết. Bây giờ có ít tiền đóng học cho con, anh cũng không chừa. Anh thử xem lại đi, anh có xứng làm cha con nhỏ không? Đứng lấp ló sau cánh cửa, con hoa chỉ nghe thấy ụt một tiếng. Khi nhìn rõ mọi thứ thì đã thấy mẹ nó ngã lăn xuống dưới nền nhà. Rồi ông ba nó lớn giọng nói. Cô đàn bà con gái biết cái gì mà nói lắm. Suốt ngày cứ chỉ bù lu bù loa lên tầm nhìn quanh quẩn với cái chuồng bò thì hiểu cái gì tôi nói là tôi mượn là tôi mượn vài ngày nữa xong việc tôi sẽ mang trả lại lắm mồm đừng Đúng. có trách tôi ác nói xong câu đó ông ba để mặc mẹ nó đang nằm khóc dưới đất mà bước nhanh ra khỏi nhà nhưng có vẻ như thấy mình hơi quá đáng ông ta còn quay lại trấn an vợ thôi xem ở nhà chăm sóc con bé tôi đi đợt này chắc cũng vài ngày đó đang đắm chìm trong suy nghĩ hoa chợt thấy tay chân mình bỏng rát nhìn lại đã thấy ngọn lửa trong bếp đang lan ra tay áo mỏng bị nóng đến nỗi sùi cả lên bắt vào da thịt ơ à kìa con nhỏ này định đốt bếp hay sao thế hả mày thấy có người vào con hoa nhanh chóng lấy tay lau đi giọt nước mắt xưa nay nó vẫn thế lúc nào cũng tỏ ra lầm lì ít nói bên ngoài thì luôn tỏ ra chán ghét ông ba nó nhưng bây giờ thấy ba mất thì không kìm được lòng nhưng nó sợ người khác nhìn thấy những giọt nước mắt ấy nó sợ bị người ta cười sợ bị chế giễu chị bé đây chứ ai mà hoàng hồn lên thế khóc thì khóc làm sao mà phải giấu người vừa bước từ bên ngoài vào là chị bé hàng xóm gọi là chị nhưng tuổi chị bé cũng đã ngoài hai mươi thi thoảng được nghỉ học hoa lại theo chị bé lùa bò lên núi thả sau đó hai chị em lại vác cái bao đi mót phân bò khô bán cho mấy người thu mua trên thị trấn chuyển tới những nơi người ta trồng vườn cây khi thì lại đi kiếm lá giang không thì tới những khu thao trường mà ngày trước quân đội họ tập bắn mót lên những vỏ đạn bằng đồng đem bán lấy tiền cũng bởi vậy ngoài ba mẹ ra thì chị bé là người mà con hoa gần gũi thân thiết nhất có việc gì nó cũng kể với chị. Ngay cả những suy nghĩ non nớt trong đầu nó, cả những lần ba mẹ cãi nhau hay những suy nghĩ không tốt về ba của con nhỏ, chị bé cũng biết. Hoa nghe chị bé nói như vậy thì miệng méo xẻo ra. Nước mắt lúc nãy cô nuốt vào trong, nay lại trực chảy ra ngoài. Tâm trạng dồn nén nãy giờ như có chỗ để chút bỏ. Nó gục mặt vào người chị mà khóc tu tu. Cứ vậy, một lúc sau, thấy tâm trạng của nó đã khá hơn, chị bé mới cất tiếng nói. Thôi, mày đi lên nhà đi, lên với mẹ mày. Thấy bà khóc dữ quá, thiếu nước chết theo ông ba mày luôn đó. Mà thấy bảo sắc ông sắp được đưa về rồi, ra mà xem mặt ông lần cuối đi, cứ để bếp đấy chị đun nốt cho. Vẫn như mọi khi, con nhỏ hoa cũng không đáp lại lời chị. Nó lầm lì bước ra khỏi bếp. Mặt nó bây giờ lại giáo hoành, không quên lau sạch đi những giọt nước mắt lúc vừa rồi nhìn bóng con nhỏ chậm rãi bước ra ngoài chị bé chỉ lắc đầu than thở khổ thân con bé mới tí tuổi mà đã có những suy nghĩ nặng nề như vậy rồi cũng chỉ tới trưa ngày hôm đó xác ba con hoa được mấy người làm cùng đưa về nói là làm cùng nhưng phần lớn đều là người cùng xóm đám người thường tập trung lại với nhau lên thị trấn tìm việc. Cứ hễ ai nhận được việc gì thì cả đám lại làm chia sẻ làm chung. Xác ông bà được đặt trên một chiếc cáng vải hai người khiêng, toàn thân được phủ một lớp vải mỏng. Khi người ta lật tấm vải che mặt của cái xác ra, thì ai cũng khẽ dùng mình kinh hãi. Bởi gương mặt của người chết đã bị biến dạng, dường như đã bị vật gì đó đập vào, khiến nửa bên mặt bầm dập thâm đen. Từ mắt mũi, miệng của cái xác vẫn còn những vẹt máu rỉ ra khô két cúa. Nơi cẳng đùi còn lòi ra một chiếc xương trắng héo, đâm rách cả mảng thịt ra ngoài. Nghe đám người thuật lại, Giàn giáo nơi ông ba làm bị sập. Ông bị ngã từ cao xuống, đầu đập xuống đất từ chiều muộn ngày hôm qua. Sau đó ông được đưa vào trong bệnh viện. Tới nửa đêm thì chết. Mùi nhìn thấy xác chồng như vậy thì càng khóc lóc thảm thiết. Có lẽ chồng cô đã phải chịu đau đớn lắm. Ôi mình ơi! Sao mình lại bỏ tôi mà đi thế này hả mình ơi? Ông trời ơi! Sao lại bắt chồng con đi sớm thế này? Ba người đàn bà phải xuống lại, dìu mùi cho khỏi ngã. Cũng là để đề phòng cô vì quá kích động mà làm ra những hành động không hay. Từ lúc người chết được đưa về, hàng xóm kéo tới đông hơn, đâu đâu cũng là những tiếng người nói chuyện, chỉ trỏ bàn tán. Trời ơi, trong cái xác cái kìa, ghê quá đi mất, nhìn như này là chết đau đớn lắm đây. Đấy, tôi đã bảo rồi mà, cái thằng này suốt ngày rượu chè, rồi cũng có ngày vì cái thưỡi mà chết. Nhìn mặt mũi như thế kia, không phải uống cho lắm vào trước đó thì tao cứ bé bằng con kiến khổ thân cái con vợ nó đẹp người đẹp nết như thế mà lại quá chồng sớm cả cái con nhỏ nữa năm nay mới có bao nhiêu mấy mấy tuổi chứ mấy bà chết sớm thế này sau này chứ có khổ mà thôi trong khi đám người đang súng đen súng đỏ vào một chỗ con hoa lại đứng lặng lẽ một góc ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào một hướng ngoài ấy nó loáng thoáng nhìn thấy ẩn hiện một bóng người đàn ông người ấy cứ đứng nhìn đăm đăm vào đám người mặt người đó trắng bệch ánh mắt thì vô hồn không cảm xúc con hoa nhìn không rõ nhưng sao nó thấy quen thuộc quá dường như nó đã gặp ở đâu rồi nhưng con nhỏ chưa kịp nhớ ra chỉ vài cái chớp mắt người đàn ông lạ mặt đã biến mất không còn thấy đâu đám tang của thìn nhanh chóng được diễn ra con hoa sau đó cũng không kìm được nước mắt mà khóc lóc như mưa hai mắt đã sưng húp mọng cả lên đầu óc nó mơ hồ không còn biết gì nữa cả những gì còn đọng lại trong đầu nó chỉ loáng thoáng là những lời nói những ánh mắt thương hại của đám người làng của đám bạn học cùng lớp khi nhìn nó ngồi lủi thủi một góc bên chiếc quan tài cũng bởi họ hàng nội ngoại hai bên đều ở xa anh em không có điều kiện mùi thân đàn bà con gái chồng mất khiến tâm trạng không có tỉnh táo nên cũng không có làm gì được phần lớn công việc được đám người làm cùng của thìn lo liệu trong số những người đấy có hỏi một người đàn ông cùng xóm là bạn thân chơi với thìn từ ngày mà hai vợ chồng mùi chuyển về đây ngày đấy hai vợ chồng mùi mới về lạ nước lạ cái chính hợi là người đã chủ động bất chuyện làm quen rồi gần gũi giúp đỡ hai người nhiều việc lâu dần hợi như trở thành một người thân trong nhà chính con hoa cũng có cảm tình với hợi rồi trong một lần say rượu không hiểu câu chuyện như thế nào mà thìn bắt con hoa gọi hợi là dượng hắn nói như vậy mới thể hiện được hết tình cảm mà hợi dành cho gia đình mình nghe nói lúc mà thìn xảy ra tai nạn hợi cũng là một trong số những người có mặt tại hiện trường cái chết của ba con hoa nhanh chóng qua đi được một thời gian cuộc sống của hai mẹ con mùi cũng dần quay trở lại như bình thường do trước đó tiếng là hai vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền nhưng chỉ có mùi biết là mọi chi phí từ lớn đến nhỏ trong nhà này đều một tay mùi lo liệu đôi khi chính vì có thêm người chồng vô tâm mà mùi lại phải khổ cực thêm nhiều phen nay chỉ có hai mẹ con cuộc sống thực cũng không quá khó khăn như người ngoài vẫn nghĩ hơn nữa thời gian này hai mẹ con cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người đặc biệt là hợi vì sợ hai mẹ con mùi không quen với cuộc sống không chồng không cha hợi lui tới nhà mùi thường xuyên hơn ít nhất là mỗi ngày phải nhìn thấy hai mẹ con mùi hợi mới cảm thấy yên tâm ban đầu mùi cũng rất cảm kích nhưng lâu dần Chính vì sự nhiệt tình đó, mối quan hệ của hợi với mồi cũng không thể tránh khỏi những lời xì xào bản tán. Nhất là khi hợi đã tới tầm tuổi này rồi mà chưa có lập gia đình. Buổi chiều hôm ấy, tiếng xe lọc cọc vang lên trong con hẻm. Ánh nắng xế chiều đổ bóng người phụ nữ chảy dài xuống dưới con đường. Nhạc thấy đám người ngồi phía trước, người phụ nữ đon đả. Chào các bà, các chị, Sao hôm nay mọi người lại rảnh rỗi ra ngoài ngõ ngồi như thế này? Đám người đang ngồi túm năm tụm ba buôn chuyện trên trời dưới đất. Thấy mùi đạp xe dần tới cất lời chào hỏi. Thì một người đáp. Có mùi đấy hả? Thế hai mẹ con mà mua lắm đồ như vậy cơ à? À phải rồi, tôi quên mất. Lúc sớm thấy có cái cậu trai gì ở trong nhà nữa. Kể như cô mùi bây giờ cũng sướng ha. Chồng chết rồi mà cứ vẫn đầy đủ, cứ phơi phới ra thế này, lại ngày càng đẹp ra nữa chứ nhỉ? Biết con mẹ này, lại như thường lệ mà nói móc mình, môi chỉ âm ừ, gật đầu rồi đạp xe đi thẳng. Bản tính cô xưa nay là như thế, người ta có mồm thì người ta nói, còn mình cứ sống sao cho đúng với lương tâm, không làm gì sai trái khuất tất là được. Chỉ là sau đó, tiếng xì xầm bàn tán của đám người vẫn văng vẳng bên tai, khiến mùi có chút chạy lòng. Khiếp! Thấy chửa, Chồng chết đi một cái là lại rước sai về nhà ngay. Tôi đã bảo rồi mà. Cái nữ con gái mà cứ có tí nhan sắc vào người thì mời đứa đi thoát cả 11. Đúng là không thể tin được. Chỉ tội cho cái thằng chồng đó chết sớm. Mà xem chừng cái con nhóc con nó cũng thích thằng này lắm. Thì quấn quyết rồi. Dược ơi, dượng suốt ngày đấy. Dược ơi, dượng dừng nghỉ tay uống nước đi ạ à? giờ mẹ mùi vừa bổ đó. nước mát lắm dượng hợi ngừng tay lại khi thấy con hoa nói ở phía sau hôm nay nhân lúc rảnh rỗi hợi sang giúp hai mẹ con mùi đánh nốt khóm dãy tre để mấy hôm nữa dựng thêm cái chuồng bò mỉm cười hợi đưa tay xoa xa đầu con nhỏ nhận lấy cốc nước trên tay nó rồi tu ừng ực một hơi hết sạch cứ ngon không dượng ngon ngon lắm. Cảm ơn con. Mà mẹ muối đâu rồi? Dạ, mẹ đang dọn nốt đống vỏ dừa hả Dượng? Mẹ nói con mang nước ra cho Dượng uống trước, cho Dượng nghỉ ngơi không có mệt. Chết, thế là con chưa có được uống hả? Thôi thế vào bên trong với mẹ đi, để Dượng làm nốt chỗ này nữa là xong rồi. Lấy tay bẻo má con hoa một cái, đưa lại cho nó chiếc cốc. Hợi toan quay ra làm nốt công việc của mình, thì mồi đã bước tới phía sau anh hợi xem nghỉ tay thôi. Trời cũng tối rồi, còn một chút nữa, ngày mai em làm nốt cũng được. Quay lại, thấy mùi đang từ từ bước tới. Hợi như mở cờ trong bụng, lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc đang bết bát mồ hôi, cười tươi đáp. Ôi dạo ơi, còn đang bao nhiêu đâu? Cứ để đó, tôi làm một chút là xong ngay mà. Dạ, thì cũng bởi chỉ còn một chút đó, nên là thôi, để mai em làm nốt cũng được. Anh giúp hai mẹ con em mấy buổi rồi, còn lại cứ để cho em. Thực tình, ngày nào anh cũng làm về mệt rồi, xong lại tranh thủ qua đây. Lỡ không mày ốm ra đấy, sợ hai bác ở nhà lại trách thì em cũng anh nấy. Nghe mùi nói, hợi lại cười ha hả, đoạn anh đáp. Thôi chuyện gì, cái đấy cô mùi không phải lo. Gì sư, hai ông bà ở nhà, đang còn muốn đuổi tôi đi đây này. Hai người nói, nếu mà năm nay á, không rước về chỗ bà một nàng dâu, thì tôi cuốn xéo, xem có nhà ai được không thì chứa. À mà nếu ông bà có đuổi thật, thì tôi sang bên này, ở nhờ hai mẹ con mấy bữa, cũng đâu có sao, phải không Hoa nhỉ? Đồng ý cho giường sang bên này ở không con? Lại đưa tay bẹo má con hoa, hỏi không để ý thấy vẻ gượng gạo trên mặt của mùi. Anh hỏi cứ nói đùa, nghe nói hồi đầu năm, anh có mở cửa hàng kinh doanh trên thị trấn, dạo này việc làm ăn khấm khá lắm, còn thuê cả người làm, Người như anh thì thiếu gì gái nó theo đâu mà. Mà cái ông Thìn nhà em cũng kín miệng thật đó. Cấm con thấy nói gì về việc anh làm ăn lớn ở trên ấy. Giá dạ, ông ấy theo anh, biết đâu đấy. Nói tới đây, người đàn bà quá vừa để lộ nét mặt ưu buồn. Nghe mùi nói như thế thì hợi ngượng ngùng, đoạn hắn nói. Ê, người ta cứ kháo nhau như thế thôi, chứ có gì to tát đâu. Thôi, hãy như thế này đi. Hai mẹ con vào nấu cơm đi, để tôi làm cố cho xong. Nếu muộn quá thì xin hai mẹ con bữa cơm tối. Vậy coi như là lời cảm ơn của hai mẹ con cho tôi cũng được. Chứ bây giờ nhìn thì cũng không còn bao nhiêu. Nhưng mà phụ nữ như mồi làm thì cũng vất vả lắm đó. Cái này... Cái này thì... Thôi vậy cũng được. Đây phải làm phiền anh thêm chút nữa vậy. Nhìn bóng lưng của mồi với con nhỏ đang bước vào. Hợi mỉm cười trong bụng. Hợi biết hoàn cảnh của mình hiện tại cũng biết luôn cả những lời dị nghị của xóm làng xung quanh. Nhưng Hợi vẫn mặc kệ, bởi thực sự thì mối quan hệ của Hợi với gia đình mồi như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Hợi cũng nhận thấy sự bất tiện trong mồi mấy ngày gần đây khi có mặt mình, nhưng mà Hợi coi như không biết. Đơn giản, vì đó chính là những gì mà Hợi muốn. Để được như ngày hôm nay, Hợi cũng phải tính toán từ lâu lắm rồi mải mê với câu chuyện cùng hai mẹ con mồi. Họ không để ý tới trời cũng đã sầm tối. Ánh sáng đã đang tắt dần, những cơn gió buổi chiều muộn thổi tới khiến toàn thân họ đang ướt nhẹp những giọt mồ hôi, cảm thấy mát lạnh. Hưởng thụ cái cảm giác khoan khoái ấy chưa được bao lâu, thì chợt họ bỗng cảm thấy gai gai lạnh. Giác quan nhạy bén khiến họ như nhận biết được, hình như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình Nhà mùi vốn là nhà cuối cùng của con ngõ nhỏ. Phía sau dựa lưng vào một mảnh núi nhỏ. Cuối bên hông nhà là bụi tre già với cái chuồng bò, nơi mà hợi đang đứng. Ngày trước khi mà chồng mùi còn sống, hợi cùng anh ta thường ra chỗ này, ngồi nơi bãi đất trống cùng nhau trẻ chén, nướng đổ nhậu nhẹt, rồi bàn tính chuyện kiếm tiền làm giàu. Thế nhưng, bây giờ cái nơi quen thuộc này lại làm hợi có cảm giác sợ sợ đưa ánh mắt ngó nghiêng xung quanh bốn phía chỉ là những bụi cây đang xào xạc đung đưa theo từng cơn gió thổi da gà da chó trên người hợi nổi dần dần trong tầm mắt của hợi hình như có cái bóng trắng vừa lướt qua đám bụi cây trước mặt cái thứ ấy lướt đi nhanh lắm không thể là con chó con mèo được vì nó cao lênh lên khinh qua cả đám cây bụi trong đầu hợi bất chợt nhớ tới cuộc trò chuyện hôm trước với bà mẹ mình này này, thế lại định đi đâu vậy hả con? Tối rồi, đi làm về mệt thì ở nhà nghỉ ngơi sớm đi, lại còn lần mò đi đâu sau này nữa. Đang xách chiếc xe ra ngoài, nghe thấy mẹ nói thế, hợi đứng lại nhìn bà cười rồi đáp. <cười> có gì đâu mà mẹ thả mẹ, con thuê lũ người làm rồi, phải để cho chúng nó làm thay mình chứ. Muốn ăn được tiền ở cái thời buổi này, thì cũng phải bỏ công sức ra gấp đôi gấp ba. Còn muốn ngồi chơi mà có cái đổ vào mồm thì chỉ có bốc cứt. Mẹ không cần phải lo đâu. Ban ngày bận trên ấy rồi. Tôi đến... Con cũng phải đi gặp cỡ bạn bè giao lưu một chút chứ lại... Thế mẹ không muốn con trai nhanh có vợ hay sao? Cứ giữ con khư khư ở nhà thế. Sao lại bảo con ấy vợ? Gớm cơ. Tôi thì còn lạ gì nhà anh nữa. Anh làm gì thì làm. Cứ liều liệu đấy. Chừng này tuổi rồi. Đừng để người ta dị nghị cái điều gì không hay. Dựng chân trống xe xuống, hợi bước tới gần ngồi bên cạnh mẹ hợi nói thế có chuyện gì người ta dị nghị về con hả mẹ thì còn cái chuyện gì nữa anh giả đó không biết chẳng phải là chuyện anh cứ suốt ngày dẫm dúi sang lần mò cái nhà con mùi quá chồng kia thì chuyện gì biết là ngày trước mình có sao du với nó nhưng bây giờ chồng nó chết rồi còn cứ sang đấy suốt ngày sao mà được xóm là người ta nói ra nó vào nhiều lắm nó thì là gái một đời chồng rồi mình là trai tân, phải biết giữ cái giá đó chứ con. Ngồi lặng yên, suy nghĩ những lời bà mẹ vừa nói xong hỏi đáp. Già mới giết cái gì hả mẹ? Mẹ đừng quên là con cũng đâu có phải tốt đẹp gì. Cũng bao nhiêu đứa qua tay con rồi. Mà thôi kệ người ta đi mẹ. Hơi đâu mà quan tâm tới mấy cái người đó. Con sang bên đó, giúp đỡ hai mẹ con lúc này. Ông cũng là chọn tình chọn nghĩa với thằng chồng đó. Mẹ không phải lo. Cơ mà mẹ đã nói tới chuyện này, thì con cũng có việc muốn hỏi ý kiến mẹ luôn. Thì mẹ thấy cô mùi ra sao? Là người như thế nào? Ờ thì cũng được. Đẹp người, đẹp nết. Chỉ tội số khổ. Mà sao tự nhiên anh lại hỏi như thế? Này, đừng có nói là anh đang tâm tia ý đồ gì với cái con đấy nhá. Phải biết là nó quá chồng. Có một đứa con nữa đấy. Ăn chơi thì được, chứ giữ cái của nợ đấy về. Là mẹ mày không có đồng ý đâu mà mẹ mày còn nghe đồn hồn ma thằng chồng nó vẫn thường hay lảng vảng quanh nhà chứ có đi đi đâu không cẩn thận nó vật chết mẹ mày ba mẹ rứt câu hợi phì cười đáp <cười> mẹ đúng là thời nào rồi mẹ còn tin vào mấy cái chuyện đó hả mẹ thôi mẹ coi nghỉ ngơi đi con đi một chút rồi con về cho sớm cứ cản con tới lúc ông bà không có nàng dâu con không chịu trách nhiệm đâu đấy Cuộc nói chuyện ngắn ngủi tưởng chừng như hỏi chẳng khi nào nhớ tới, thì nay lại bất chợt hiện lên trong đầu, khiến hắn khẽ nổi ra gà. Chẳng lẽ mình vừa nhìn thấy ma? Giáo giác nhìn xung quanh một lần nữa, hỏi vỡ lấy chiếc xả beng, nhảy xuống hố hì hục đảo nhanh hơn. Tự nhiên hỏi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Những tiếng đào đất huỳnh huỳnh lại vang lên. Hợi mãi mê làm không để ý tới phía bên trên miệng hố có một người đang ngồi nhìn hắn chăm chú ủa môi xong vừa nói vào nấu cơm mà đã xong rồi hay sao bôi ra khi nào mà hay quá vậy tôi mày làm thật không biết gì luôn đó vừa mới à anh hợi anh hợi làm có mệt lắm không Lúc này con hoa đang ngồi thơ thẩn trong con ngõ trước nhà. Tay nó cầm cành cây khô, vẽ nguệch ngoạc xuống nền đất những hình thù kỳ dị Thoáng thấy bóng hỏi đi tới, con hoa đứng phát dậy, nó nhanh miệng hỏi. Ô Dượng, Dượng làm xong rồi hay sao ạ? Xong rồi. Nghe con hoa nói thế, Hợi không có dừng lại, chỉ trả lời bằng giọng điệu không mấy vui vẻ, rồi vẫn cất bước đi thẳng. Tất nhiên là thái độ đó của hợi không thể nào qua mắt được con bé. Nếu như bình thường, hợi sẽ đứng lại xoa đầu bẹo má nó rồi nói mấy câu cưng nực. Hành động vừa rồi của hợi khiến con nhỏ biết tâm trạng của người đàn ông đang không có bình thường. Còn Hòa cũng không có nói gì thêm. Nó chỉ đứng yên lặng, nhìn bóng hợi đang khuất dần trong con ngõ. Đôi mắt có chút mất mát hụt hẫng. Chờ tới khi bóng hợi đi hẳn, con nhỏ bước chậm chậm vào bên trong sân, tiến về gian bếp nhỏ nơi có mẹ nó đang ngồi. Căn bếp lụp sụp đực lợp tạm bợ, không ngăn nổi những trận mưa lớn hôm trước đống củi để bên trong ngấm nước ẩm hết cả, hiện tại vẫn còn chưa khô. Chỉ thấy khói đang bồ mịt cuộn thành từng vầng, luẩn quẩn chưa tan. Tiếng mẹ nó ho sủ sụ từ bên trong vọng ra. Mẹ ơi! Mẹ! Sao thế con? Đứng ngoài đó thôi, đừng có đi vào đây, khói lắm đó. Mẹ ơi! Sao dựng lại về thế mẹ? Nói là ở lại ăn tối xong mới về cơ mà, con hoa vừa dứt câu thì mùi từ trong bếp bước ra ngoài. Mặt mũi bị sặc khói vẫn còn đang đỏ hoe. Cô ngạc nhiên hỏi. Ủa, là sao con? Sao lại về? Con thấy Dượng về à? Dạ đúng rồi mẹ. Vừa con gặp Dượng ở ngoài đầu ngõ á. Nhìn mặt Dượng sao sao á mẹ. Không có vui vẻ như mọi khi. Con hỏi chuyện thì trả lời một câu rồi cứ lầm lì bước đi không à. Không thèm nhìn con đến một cái á. Mùi nghe con nhỏ nói như thế thì cũng bày ra bộ mặt khó hiểu. Rõ ràng là lúc chiều chính hợi còn đề nghị được ở lại ăn cơm tối với hai mẹ con nay lại không nói không rằng mà bỏ về giữ chừng. Nghĩ tới nghĩ lui Mùi chỉ tặc lưỡi. Như vậy cũng tốt. Dù sao trước giờ cô vẫn muốn giữ một khoảng cách nhất định với hợi chỉ là không có tiện từ chối thẳng mặt. Thôi Chắc dựng bận công chuyện đột xuất đó con xem vào tắm rửa đi rồi hai mẹ con mình ăn cơm nhé con hoa giả vâng rồi bước nhanh về phía bể nước mùi cũng chui tuốt vào trong bếp ngay sau đấy hai người không để ý thấy phía hông nhà có cái bóng trắng nãy giờ vẫn thập thò đưa mắt nhìn về bên này lại nói hợi mang tâm trạng tức tối bỏ về rõ ràng là trước đó mùi đã đồng ý cho gã ở lại ăn tối rồi thế mà sau đó lại lật lọng đuổi khéo hắn về. Cứ mãi suy nghĩ mấy điều ấy, hỏi vô thức ghé vào quán nhậu nhà mụ tám béo lúc nào không hay. Đây là quán nhậu duy nhất ở cái xứ này. Bởi cuộc sống của người dân nơi đây đa phần còn khó khăn, cũng có mấy ai có tiền dư giả mà ra quán nhậu. Khách hàng quen của quán vốn chỉ là những gã bất hảo, không phải cả ngày say xỉn thì là hạng người không dễ động chạm. Ăn trộm ăn cướp, Đâm thuê chém mướn Hợi cũng có đôi lần vào đây với đám người làm cùng Mỗi khi hoàn thành xong một công việc nào đấy Ô kìa Hợi đấy à Ôi dồi ôi Thế hôm nay sao lại đi một mình hay sao Còn mấy chiến hữu đợt trước đâu rồi Mộ tám béo với thân hình hổ ăn không hết thịt Từ xa nhìn thấy hợi bước vào Đã cất giọng mời chào đon đả Tiếng miệng của mộ lín thoáng Tốc độ tỷ lệ nghịch với số cân nặng ở trên người, tiếp tục nói. Đây, này đi một mình, chủ em chịu khó ngồi trong góc này nhá. Thông cảm cho chị béo này tí, quán hôm này đông khách quá. Bước theo mụ chủ, họ đi vào chiếc bàn nhỏ trong góc rồi ngồi xuống. Đưa mắt nhìn ra, thì đúng là hôm nay quán có đông khách thật. Nơi giữa quán có một đám thanh niên đang ngồi, Chúng nó xếp mấy chiếc bàn lại thành một hàng dài tranh ảnh ngay lối đi. Tiếng bạt đĩa, tiếng cốc chén va nhau lách cách liên hồi. Mỗi đứa một câu, rồi cả đám lại cười ha hả, khiến cho cả quán ồn ào nhốn nháo. Dù rất khó chịu với bọn này, thế nhưng ở đây không ai dám mở miệng nói. Bởi ai mà không biết đây là lũ vô công dỗi nghề, chuyên nghề cướp bóc phá phách sóng làng. Đi ngoài đường mà gặp chúng nó thì tốt nhất là tránh xa, trừ dây vào chúng thì chỉ có mặt thiệt thân. Bởi tâm trạng đang không được tốt, hỏi cũng không có để ý tới đám người xung quanh ấy. Trong đầu chỉ đang loanh quanh với cuộc nói chuyện vừa rồi với mỗi. Thế nhưng âm thanh ồn ào của đám người ngồi kia lại vô tình lọt vào tai hỏi. Đập bành bạch xuống bàn hai cái, thằng thanh niên gương mặt bậm trợn, có một cái sẹo kéo dài từ má xuống dưới cầm, nói giọng oang oang. Người đẹp Người đẹp đâu rồi Cho thầm mấy giữa lòng Với chai rượu ra đây xem nào Có đây có đây Mấy đại ca chở cho một chút Tiếng mộ tám béo đon đả đáp lại Dường như mộ làm cái nghề này đã lâu Đã quá quen thuộc với những thành phần khác nhau Nên lời lẽ đối đáp Cũng vì thế mà rất biết chiều khách Chỉ thấy thằng mặt sẹo cười sung sướng <cười> Nhanh nhanh những người đẹp cho cái đĩa nó đầy đầy một tí Dạo này là vơi lắm đấy Đoạn nó quay sang nó với mấy thằng bên cạnh Thế nào chúng mày Xong xuôi rồi, rồi lát đi luôn chứ Nói tới nói lùi bao lần rồi Mà chưa đi được Hôm nay sẵn tiện đông đủ thì đi luôn Tao thấy người ngậm bứt rứt lắm rồi đấy Một thằng khác nghe thấy chiến hữu nói vậy Thì dốc nốt chén rượu vào mồm Lè nhẹ đáp Mẹ Đi làm đéo gì mày Sơi cái loại đấy có ngày chết mà không biết vì sao mình chết đấy. chúng mày lại đây. Lại gần đây. Tao nói cho mà nghe. Đoạn thằng ấy liếc liếc cặp mắt cú vỏ sang bốn phía. Rồi gục đầu vào đám bạn nhậu bắt đầu thì thầm. Chỉ thấy mắt lúc bạn nghe tới đâu thì sáng lên tới đó. Sau cùng thằng mặt sẹo vỗ tay cái đét một cái xuống bàn. Một chủ quán nghe thấy đánh cái bành một tiếng. Thì lại tưởng mấy thằng ôn thần này nó dục mình nhanh chân bưng món ra mộ đáp giọng gấp gáp đây đây rồi gớm nó mới đại ca trở cho một chút mà nóng tính thế lòng đây làm ra rồi đây vừa mới dứt lời mấy đĩa lòng được mộ béo mang tới đặt trước mặt lũ bẩm nhậu khi quay đi còn không quên ngúng nguẩy quả mông với bộ giỏ to như hai cái cột nhà rồi chớp chớp ánh mắt đưa tỉnh mẹ bố tiền sử cái con yêu quái này Kể mà ngon ngon một tí Thì chúc ông chán sống mày luôn đi Nói xong câu ấy Gã mặt xèo khẽ dùng mình một cái Rồi quay lại câu chuyện lúc vừa xong Cái thằng này Sao có hàng ngon như vậy Lâu nay mày không có nói ra Khổ quá Dù sao thì chồng nó cũng vừa mới chết Gì thì gì cũng phải để cho xác nó lạnh lạnh đã chứ Rồi từ giờ trở đi Muốn thịt lúc nào mà trở được Việc gì mày phải gấp gáp Với lại Đợt gần đây tao mới nhìn thấy nó đấy. Mẹ nó, trông ngon ngọt thì thôi rồi. Thằng này nói xong, mồm nó còn chèm chẹp mấy cái ra chiều thèm thuồng. Một thằng khác nghe thấy hai đứa bạn nhậu nói thế thì cũng xen vào. Ừm, uhm, còn đấy tao lạ gì? Có tí tuổi rồi, nhưng mà bọn con gái làng này còn phải xách dép dài dài. Cơ mà, tao nói cho mấy đứa chúng mày nghe chuyện này. Tao là tao nghe đồn thôi, Hồn ma thằng chồng đó vẫn luẩn quẩn ở quanh nhà đấy. Người ta nói nó luyến tiếc con vợ đẹp nên nó vẫn ở đó để canh nhà. Chúng mày không cẩn thận, mò vào đấy, nó chẳng vật cho chết tươi. Thôi, chốt là chuyện này, tao không tham gia đâu, kệ mẹ chúng mày. Cả đám còn lại, nãy giờ nghe hai thằng mặt xẻo với thằng mắt cú vỏ bàn tán, thằng nào cũng hứng thú ra mặt. Đang nóng rực cả người, thì nay lại nghe thằng này nói thế, Chúng nó sụi lơ luôn Xưa nay đám này vốn không sợ trời Cũng chẳng sợ đất Phàm là việc gì cứ có tiền là chúng nó cũng làm Nhưng nghe tới hai từ ma quỷ Thì thằng nào thằng ấy cũng ái ngại cả Đúng đấy Chuyện này không có phải là tin đồn đâu Tao là tao nghe thằng cha tứ Con lão ba ở đầu con hẻm ấy nói Nửa đêm Hắn ra ngoài Nhìn thấy một bóng trắng Cứ ngồi lù lù nơi cái trống tre ở đầu hẻm Cái chỗ mà mấy lão già hay ngồi đó thằng này thấy bóng người ngồi bắn thuốc lào zin zít tưởng hàng xóm đang ngồi, đến một lần mò gia đình ăn câu chuyện, thấy quái nào mà gần ra từ nơi, chớp mắt một cái, thì cái bóng nó biến đâu mất, quay đi quay lại, đã thấy cái thứ ấy nó là thần thoát và cái nhà con quá kia. nghe thằng này nói xong, cả đám lại xì xào bàn tán, thấy đám bạn đang dần dần nhột trí, bàn lôi hết cả, thằng mặt sẹo bực tức lắm nó lại vỗ bàn cái bành một tiếng, lời chưa kịp nói ra thì đầu bên kia giọng con mụ béo chủ quán lại hớn hở, đây cứ coi em, coi em đây, các đại ca cần thêm gì? thêm lòng, thêm rượu, hay thêm thịt. này em có chiên xào hấp luộc, tái chín đủ cả. mà nếu mấy đại ca thích thịt tươi, <laughs> thì em cũng có luôn. thằng mặt sẹo nghe thấy thế ngẩng mặt lên thì thấy con mẹ béo đang lù lù chạy tới thì vội xua xua tay cả lại rồi gã rít qua kẽ răng tao tao điên mất cái con hổ vô này quay sang đám chiến hữu hắn nói tiếp chúng mày nhát bỏ mẹ mà với mổ đéo gì người sống còn chả làm gì được tao nữa là người chết đi xong bữa này thằng cô vợ dẫn tao đi tới đó xem để tối này tao xử con này cho chúng mày lắc mắt ra nói xong thần này xoa xoa hai bàn tay vào nhau ra chiều mong đợi đám người chỉ không ngờ cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị hợi ngồi trong góc kia loáng thoáng nghe được hết có thể người khác không hiểu nhưng hợi thì rõ chúng đang nói tới ai rồi dường như hợi cũng nghĩ ra một cái gì đó làm cho hắn thích thú hợi chỉ khẽ nhếch mép lên cười rồi lại cầm chén rượu lên dốc vào trong miệng trời tối ánh sáng duy nhất soi sáng con đường là ánh trăng thì nay cũng bị đám mây đen che đi mất lần mò dò dẫm một hồi hai cái bóng đen mới chui được vào mảnh vườn trước một ngôi nhà nhỏ lụp sụp cửa nhà vẫn đang mở toang hai kẻ đột nhập không ai khác là thằng mặt sẹo và thằng cặp mắt cú vỏ lúc này chúng Nốt có thể nhìn thấy rõ ánh đèn dầu leo lắt đặt trên chiếc bàn nhỏ ở góc nhà bóng hai người một lớn một bé đang ngồi đổ dài ra cửa chợt có tiếng vỗ bành bạch này còn mẹ cái thằng này mày quen tay hay sao mà cứ từ tối tới giờ vỗ bành bạch mãi vậy muốn cho nó biết là có người đột nhập vào hay sao bị thằng mắt cố vỏ trách thằng mặt sẹo lý nhí đáp còn mẹ nó nhưng mà mũi nhiều mũi vãi cả ra bố tiền sư mày nhiều mũi cũng phải chịu cho nó đốt một thôi, cho nó chả say lan bỏ cảng ra khẽ khẽ thôi không nó biết nó hô lên một cái cả sóng nó kéo sang đánh bỏ mẹ mày bây giờ vừa nói tới đây bóng người đàn bà trong nhà nhưng nghe được động tĩnh chỉ thấy người ấy bước ra cửa cầm chiếc đèn pin con thỏ li một hồi về phía trước ánh đèn lướt vào mảnh vườn trước mặt khiến cho hai bóng đen ngồi im không dám thở mạnh ô mẹ Sao tự nhiên ra ngoài này chi vậy? Con Hoa thấy mẹ nó khi không lại chạy ra ngoài, đứng cầm đèn soi soi thì thắc mắc hỏi. Mùi sau một hồi không phát hiện thấy gì kỳ lạ thì cũng quay người bước vào, đóng cửa cài then cẩn thận. Không có gì đâu con, chắc mẹ nghe nhầm, tưởng có người ngoài ấy. Thôi, vào chuẩn bị ngủ đi con, để bài đó rồi mai làm tiếp. Chờ cho cánh cửa đóng vào hẳn hai bóng đen bên ngoài lại tiếp tục gì dầm nói chuyện. Tao đã bảo mà, khẽ khẽ cái mồm thôi, tí nữa bị nó phát hiện rồi. Mà này, mày nhìn thấy cái gì không? Trời tối như cái hũ nút, thế nhưng mà chỉ loáng một cái là tao đã thấy cái con đấy nó ngon rồi. Tên tao đi, chịu khó một tí, không có bỏ công đâu. <laughs> Mẹ con bà nó chứ, để hai ông phải chịu khổ như thế này, lát ông cho mày biết tài. Trời càng về đêm, bóng tối càng dày đặc. Ánh sáng đèn dâu tóc đỏ lòm lòm hiếm hoi của một hai nhà gần đấy cũng đã tắt. Không gian bốn phía bị hoàn toàn bao phủ trong một màu đen tối. Cả hai thằng nãy giờ bị mỗi bỏ trong bụi nó đốt cho mà không dám kêu la nửa lời. Thi thoảng, lại có cơn gió lạnh thổi qua khiến chúng nó lạnh gai cả người. Sao tự nhiên, tất tao thấy ớn lạnh quá mày hình như hình như là vừa có cái gì nó lướt qua lưng tao thì phải kìa kìa mày nhìn cái bụi cây trước mặt kia xem sao nó lại rung rinh rung rinh thế nhỉ thằng mặt sẹo thấy thằng bạn nói thế thì đưa mắt ngó trước sau rồi đáp có cái mẹ gì đâu tôi đèn như mực hết cả thế này có nhìn thấy cái gì đâu mà rung với chả rinh hay là hơi rượu tan hết bố nó rồi thấy sợ rồi à rồi cũng chẳng để thằng bạn nói nhiều thằng mặt sẹo nhận thấy đã tới thời điểm hành động nó lồm cồm bò về phía trước đi đi thôi mày tới giờ rồi nhanh không tao thèm quá người đẹp ơi <laughs> anh đến với em đây <laughs> nhưng bò được mấy bước vẫn không thấy thằng bạn theo sau thằng mặt sẹo quay đầu lại cằn nhằn thế mày không đi con người thư ra làm gì tao tự nhiên tao thấy đau bụng quá chờ tao tí, chắc phải giải quyết cái đã. Chỉ nghe tiếng mà xẻo cũng hình dung ra được vẻ mặt nhăn nhó, cái tay đang ôm bụng xít xoa của thằng bạn, nó khẽ gắt. Rồi ui, thôi, nhanh mẹ mày lên, biến ra chỗ khác mà làm cho xong đi, đừng có ngồi bệnh bạ ra đây, không ai ngửi được đâu. Thằng kia nghe thấy thế thì cũng lồm cồm đứng dậy, cắp đít chạy thẳng một mạch ra phía sau nhà, nơi có khóm tre với cái chuồng bò ngồi giặt ẻ. Đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi từng cục tâm sự nặng chịu rơi xuống đất thì gã bỗng giật thoát cả mình. Trước mắt gã, phía xa xa nơi dạng bạch đàn kéo thẳng lên sườn núi có một cái bóng trắng đang lững thững bước đi. Cái bóng ấy nhìn thì bước đi chậm rãi nhưng di chuyển nhanh lắm cứ thoăn thoát thoăn thoát, thoát loáng cái đã sắp xuống tới chân núi hướng về phía gã đang ngồi. Cái bóng trắng cao lênh khênh, chân tay gầy nhẳng gầy nhẳng, cứ phập phà phập phù lưu siêu như sắp đổ. Nó cứ lù lù tiến về phía trước. Từng chàng cười cứ khanh khách khanh khách vang lên trong đầu thằng thanh niên, khiến toàn thân nó nổi cả da gà. Không tin vào mắt mình, nó đưa tay dụi dụi mắt một cái. Cho tới khi mở ra, thì lại không thấy cái bóng trắng ấy đâu nữa. Thở hắt ra một hơi, gã tự nhổ. Chắc là vừa nãy mình nhìn nhầm, chứ ma mà mổ đéo gì có chứ. Tiền sư có một béo, không biết hôm nay nó cho mình ăn thứ gì mà, hết bụng đau, lại đến mắt mũi tèm nhèm, nhìn gà hóa quốc. Thế nhưng, vừa mới định thần lại được một chút, thằng này lại giật thoát mình lần nữa, khi nó loáng thoáng, nghe thấy những âm thanh sột soạt, như tiếng bước chân người đang tiến gần lại chỗ nó ngồi. Nghèn cổ nhìn lên, đập vào mắt nó là một cái bóng đen xì, cao lớn, không nhìn rõ mặt mũi. Chỉ thấy thứ ấy có mái tóc dài, loa xòa xuống tới thắt lưng, càng tay càng chân dài lêu nghêu như cái bàn siêu. Đôi mắt lúc xanh lúc đỏ, to như con mắt trông mộng sáng quắc như ánh đèn pha đang chiếu thẳng vào mặt nó toàn thân thằng thanh niên lúc này buồn rùn, cất đái không tự chủ được cứ văng vãi tứ tung ra ngoài chưa kịp hú lên tiếng nào thì mắt nó bỗng tối sầm lại. Nó cảm giác như đầu mình vừa đập vào một thứ gì đó, mắt nổ đom đóm. Nó mơ hồ cảm nhận được thân hình mình bị nhấc bổng lên, rồi lại bị ném mạnh xuống một cái đống gì bầy nhầy, lạnh lạnh. Sau đó nó không còn biết gì nữa. Lại nói tới thằng mặt xẻo, ngồi trong vườn trước nhà chờ mãi không thấy thằng chiến hữu quay lại thì có phần mất kiên nhẫn. Miệng nó không ngừng chửi thề thằng bạn vô tích sự Tới giờ này rồi mà còn chưa thấy mặt mũi đâu. Đang toan hành động trước thì thằng này bỗng khựng người lại. Tự nhiên thằng mặt sẹo cảm thấy sờn cả da gà. Bởi hình như, hình như gáy của nó vừa bị cái thứ gì đó nó chạm vào. Cái thứ ấy lạnh lẽo lắm, như cục đá lạnh vậy. Mặt sẹo rung cả mình, toàn thân gai ốc nổi dần dần. Theo bản năng, mặt sẹo quay phát người lại phía sau, thế nhưng quái lạ là không có thứ gì ở đấy vẫn là khoảng không gian đen tối quái lạ rõ ràng vừa rồi có thứ gì chạm vào gáy mình giống như là ngón tay của ai đó chạm vào cơ mà sau quay lại lại không thấy ai tự nhủ trong đầu như thế mặt sẹo cảnh giác đưa mắt nhìn trước ngó sau một hồi tới khi chắc chắn là không có ai hắn mới thở vào rồi toan cất bước tiến vào phía trong nhà Thế nhưng vừa quay lưng lại, trong tầm mắt của hắn lại như vừa thấy cái thứ gì đó lao vọt qua. Bao năm bôn ba, đi lại trong đêm tối, khiến hắn tin rằng mình không thể nhầm được. Cái thứ ấy nó cao linh khinh, màu trắng toát, mà nó lướt đi nhanh lắm. Nó vừa lướt qua bụi cây nơi góc vườn, đám cảnh lá chỗ ấy vẫn còn đang rung rinh. Mặt sẹo đứng yên á khẩu, không dám cả thở mạnh. Người nó tự nhiên cứng đỏ, Câu chuyện về việc hồn ma của người chồng này hàng đêm vẫn quanh quẩn đâu đây bỗng hiện lên trong đầu. Chưa kịp hoàn hồn, bên vai đã bị một ai đó nắm lấy. Mặt sẹo chỉ rú lên một cái, lộn nhào về phía trước. Hồng tránh xa cái thứ kia càng xa càng tốt. Ôi mẹ ơi, ma! Thế nhưng khi quay mặt lại, thằng mặt sẹo mới ngỡ người ra. Làm gì có cái bóng trắng cao lên khanh nào? Người vừa chạm vào vai gã là một cái bóng đen chùi chuỗi. Người ấy đang đứng tần ngần ra chiều không hiểu cho hành động vừa rồi của mặt sẹo. Đây không phải là thằng chiến hữu vừa đi ẻ về thì còn ai. Mẹ bố tiền sử! Về rồi sao không đánh tiếng một câu? lắm ông đi giật hết cả mình! Thôi, nhanh mẹ mày lên! Tớ giờ hành động rồi đấy! Nói như để chữa thẹn, mặt sẹo không để cho thằng bạn mình đáp lại mà tiến nhanh về phía trước đêm nay không khí trở nên nóng bức hơn so với mọi ngày cửa sổ thông ra vườn sau được mở hờ nhưng cũng chẳng có cơn gió nào thổi vào bên trong cái sự ngột ngạt khiến mùi đang ngủ thì chợt tỉnh giấc mùi nghe thấy tiếng động bên ngoài quỳnh quịch mấy cái rồi tiếng lạo xạo cứ thế vang lên sau đấy ít lâu có tiếng gõ cửa cộc cộc tiếng gõ cửa trong màn đêm yên tĩnh nghe khô khốc đến giận cả người nhìn qua khe cửa sổ. Bên ngoài đang tối đen như mực, môi thầm nghĩ không biết là ai còn tới vào giờ này. Quay sang thấy con hoa vẫn còn đang say giấc, môi gión rén xuống giường. Người gõ cửa bên ngoài dường như cũng không muốn gây động tĩnh quá lớn, nên chỉ cộc cộc mấy cái lại dừng lại như chờ đợi. Vặn cây đèn dầu cho gian nhà sáng hơn, mùi ghé sát vào cánh cửa cất tiếng hỏi. Ai đấy? Ai mà còn tới giờ này? Là tôi đây. Nghe tiếng người đáp lại có phần quen thuộc, mùi tuy lấy làm khó hiểu nhưng vẫn từ từ kéo then cửa sang một bên. Cánh cửa được mở ra, cảnh tượng đập vào mắt mùi khiến cô sững sờ. Trước mắt mùi là hai cái bóng đen sì, một đang đứng trước mặt, còn một thì đang nằm chồng queo dưới nền đất. Ai, ai vậy? bị làm sao mà lại nằm bất động dưới nền đất thế kia mau đưa họ vào trong nhà đi trước câu nói của mùi người đàn ông đang đứng vẫn không đáp lại song hắn ta bất ngờ nắm lấy tay mùi kéo tuột ra ngoài còn không quên đóng nhanh cửa lại anh anh lời còn chưa nói ra miệng mùi đã bị người kia đưa tay bịt lấy sau hắn ta thì thào hơi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến mùi thấy nhộn nhạo trong người để cho con bé ngủ bọn này là lũ đáng chết chúng nó địch đêm này vào đây làm nhục hai mẹ con nhưng đừng lo <laughs> tôi đã xử lý xong hết cả rồi chưa hết bàng hoàng vì hành động bất ngờ của người đàn ông nghe xong câu nói ấy môi còn sững sờ hơn cô sợ hãi dặn từng chữ chết chết người rồi sao <laughs> chưa chết ngu gì mà thằng này cho chúng nó chết chứ nhưng mà nếu em cần ngay sau đây chúng có thể chết ngay nghe thấy gã đàn ông nói ra những lời giết chóc với cái giọng lạnh tanh mùi thấy hoảng loạn cái hơi rượu đang phả ra nồng nặc từ gã khiến mùi biết được hắn cũng đang không có bình thường hơn ai hết mùi hiểu được những thứ kinh khủng mà con người ta có thể làm ra trong khi say xỉn ngay như bản thân mùi cũng không ít lần suýt chết vì những trận đòn của chồng mỗi khi anh ta say. Cô chân tĩnh mỏi nói. Thôi anh, chúng, chúng bị trừng phạt như vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Bây giờ, bây giờ anh có thể bỏ tôi ra được không? Gã đàn ông thấy mùi nói thế thì lại cười khùng khục. Hắn nói. thả, thả chứ, sẽ thả chứ. Nhưng mà, mùi không thấy, nên báo đáp tôi một chút gì đó à? Vừa nói, một tay gã bóp chặt miệng mùi, tay còn lại bắt đầu luôn lách vào bên trong tấm áo mỏng. bỗ chặt lấy từng mảng da thịt, tay gã mân mê khắp cơ thể người đàn bà, miệng rúc mạnh vào đầu và cổ mùi. Gã tham lam hít hà lấy mùi hương cơ thể người đàn bà, khiến toàn thân cô nổi da gà. Không thể thoát ra khỏi sức mạnh tuyệt đối từ gã đàn ông. Mùi ú ớ, chỉ mong trong một phút giây nào đó Con người của gã thức tỉnh Anh, anh đừng làm thế Anh say rồi, anh anh về đi Say <laughs> Chỉ có cái thằng chồng vô dụng của em mới say thôi Chứ thằng này trước giờ Có biết tới cảm giác say nó là thứ như thế nào Nói cho của em biết Đừng có mong chờ ai giúp cả Nhưng việc mà thằng này làm Cũng chỉ để có được thân xác của cô em mà thôi Nếu không phải có thằng này Đêm nay Cô em cũng làm môi cho mấy thằng rẻ rách kia rồi Biết điều thì ngoan ngoãn Làm thằng này vui Nếu dám hé miệng nửa lời Đừng có trách Nói xong câu đấy Gã đàn ông kéo người đàn bà tội nghiệp vào trong gian bếp gần đó Những tiếng quần áo bị xé rách sền xoẹt vang lên trong đêm Cơ thể lõa lổ Mùi cảm thấy sự lạnh lẽo của nền đất lạnh đang thấm vào da thịt nhưng còn lạnh lẽo hơn nữa là lòng người trong cô đã sụp đổ. Hơi men trong người đã biến gã đàn ông thành một con thú hoang. Trước mắt gã, mọi thứ trở nên vô hình. Sự dồn nén bấy lâu nay đã đang như tuôn trào ra. Nước mắt mùi rơi xuống, ánh mắt nhòe đi trong từng tiếng rên khoái lạc của gã đàn ông. Tưởng chừng như nỗi đau của người phụ nữ tới đây đã là cùng cực, nhưng không. Trong cái nhìn đầy nước mắt, mùi thấy có một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt người ấy khi chạm vào ánh mắt mùi thì quay người bước đi. Bóng dáng ấy đau khổ, chậm rãi khuất dần vào trong màn đêm đen tối. Sáng hôm sau, cả con xóm bàng hoàng khi biết tin công an bắt được hai tên trộm nửa đêm lẻn vào nhà mẹ con mồi. đều khiến người ta lấy làm lạ, đó chính là không biết ai là người đã ra tay tóm gọn hai tên cướp ấy. Thế bảo đâu một kẻ bị trói gô cổ nơi hàng rào, chỗ mảnh vườn trước nhà. Kẻ còn lại còn thê thảm hơn, gã bị trói cứng vào chiếc cột gỗ làm chuồng bò. Người thì bê bết toàn phân từ đầu lên tới mặt. Thằng này quần áo còn bị tụt cả ra. Hai tên này khai với công an là do uống rượu say. Biết nhà này không có đàn ông nên nảy sinh kế hoạch vào trộm đồ. Về việc ai là người đã đánh ngất rồi trói chúng lại, thì chúng cũng đều không xác định được. Có đứa nói là trước khi ấy, cô nhìn thấy một cái bóng trắng cao lêu nghêu đi lại. Sau thì lại thấy cái bóng đen xì xì, mắt xanh mắt đỏ như con trâu mộng nhảy sổ và tấn công. Chúng quả quyết mình bị cái thứ ấy tấn công, chứ không có người nào có thể bắt rồi trói chúng lại cả. Lấy lời khai của mùi, cô cũng chỉ cho biết mình ngủ trong phòng cả đêm, không hề nghe thấy động tĩnh gì, cũng hoàn toàn không biết câu chuyện có người lẻn đột nhập vào nhà mình. Chỉ cho tới sáng, khi tỉnh dậy, cô mới phát hiện ra hai tên trộm. Sau ấy hô hoán cho làng xóm biết, rồi báo công an tới mà thôi. Từ chuyện hai tên cướp bị tóm không rõ lý do, Vin theo lời khai của chúng, khi tin đồn nhà hai mẹ con mùi có ma càng được người dân trong xóm theo dệt lên. Đặc biệt là khi hai mẹ con nhà ấy không hiểu vì lý do gì mà sau đó cũng bỏ về quê luôn. Ngôi nhà sau một thời gian càng trở nên hoang vu lạnh lẽo. Quân, một cán bộ công an trẻ vừa được kết nạp vào tổ công tác điều tra các vụ án mạng xảy ra có tính chất không bình thường trong địa bàn thị trấn, và nhiệm vụ đầu tiên mà anh nhận được là điều tra vụ tai nạn trong công trường xây dựng của một cơ sở kinh doanh nhỏ trên địa bàn vào hồi hơn nửa năm trước sắp xếp lại số tư liệu mà mình đã thu thập được trong thời gian qua, quân trình ra cho những người trong cuộc họp. Mọi người xem đi ạ, à? đây là những tư liệu cùng với lời khai, các giấy tờ liên quan về mối quan hệ của nạn nhân trong vụ tai nạn xây dựng tại cơ sở kinh doanh Thiên Long hồi nửa năm về trước. Đưa mắt liếc liếc nhìn cậu công an trẻ tuổi, mấy người ngồi đó cũng bắt đầu cầm lấy những tập tài liệu kia rồi chăm chú xem. Sau một hồi, như đã nhìn ra sự bất hợp lý, xếp thanh, người đàn ông trung niên với gương mặt có phần uy nghiêm sắc lạnh cất tiếng nói. Theo những gì trình bày trong đây, thì ý của quân, đấy không đơn thuần là một vụ tai nạn bình thường. Dạ thưa anh, đúng là như vậy. Những gì em điều tra tìm hiểu được tới hiện tại, thì đang phủ nhận lại kết luận người chết là do tai nạn. Theo đấy, nồng độ cồn trong nạn nhân sau khi tử vong thể hiện Nạn nhân bị ngã trong tình trạng say xỉn. Lời khai của các nhân chứng cũng cho biết, nạn nhân là một người nghiện rượu. Bởi nghe thì chúng ta sẽ nghĩ là nạn nhân chết do thói quen uống rượu của mình. Thế nhưng việc uống rượu trước khi làm việc của cơ sở này lại không được phép. Nếu vi phạm sẽ bị đổi việc luôn và còn bị phạt rất nặng. Ngày hôm xảy ra tai nạn cũng không phải là ngày đầu tiên mà nạn nhân làm việc. Điều này phủ nhận việc nạn nhân không biết mà vô tình uống say. Một người khác tên long vốn là tay con ông cháu cha có ô rủ chống lưng hắn nhờ ra thế khủng nên chạy được vào tổ điều tra xưa nay vốn tính ganh ghét với người khác nhất là với những người mới vào nghề mà lại luôn tỏ ra siêng năng chăm chỉ như quân nghe quân trình bày long cười cợt lên tiếng cắt ngang <laughs> ồ theo quân nói như vậy thì cũng đâu có thể hiện được rằng đây là một vụ cố ý gây tai nạn theo tôi thì kết luận như ban đầu là chuẩn rồi một gã nát rượu không trước thì sau tránh sao được cái chết cơ chứ anh cứ bình tĩnh nghe em trình bày nốt đã theo điều tra buổi sáng trước khi xảy ra tai nạn nạn nhân đã lấy đi số tiền cuối cùng trong nhà vốn là tiền đóng học của con gái anh ta số tiền này được anh ta dùng để chung cùng với bản thân tên hợi vốn là người cùng làm cũng là hàng xóm hai người trước đó vài ngày đã mở một cơ sở kinh doanh trên thị trấn cơ sở kinh doanh này sau khi nạn nhân chết thì vẫn được duy trì và tới gần đây hoạt động rất tốt với hoàn cảnh như vậy sẽ loại trừ đi khả năng nạn nhân do quá chán trường bất cần mà uống rượu dẫn tới xảy ra tai nạn giả thuyết được đưa ra là trưa hôm đó nạn nhân đã có việc gì đó quan trọng cái gì vậy chúng mày vào nghề chưa được bao lâu nhưng cũng không ngây thơ tới nỗi đặt ra cái giả thuyết trong trường hợp này chứ sao không điều tra cho rõ đi rồi báo cáo lên Giọng Long tiếp tục cười cợt. Long, lặng yên cho quân trình bày tiếp. Nào, quân nói tiếp đi. Anh muốn nghe những thứ mà thời gian qua em điều tra được. Sếp Thanh vẫn cứ vẻ bình tĩnh, bệ vẻ uy nghiêm. Chỉ nói một câu đã khiến Long ngồi yên, không dám hé răng nửa lời. Nhưng gã cũng không quên đưa mắt liếc xéo sang quân một cái rồi nhếch mép cười. Dạ vâng thưa anh, đúng là trưa hôm đó, nạn nhân có ra khỏi công trường cùng với người bạn tên hỏi của mình. Hai người đi đâu thì không có ai rõ. Bởi gần đây, khi mà em tới nhà người đàn ông tên hỏi này để điều tra, thì có một sự việc đã xảy ra. Một sự việc xảy ra? Sự việc gì mà khiến người này không thể bị lấy lời khai? Không lẽ anh ta bị bệnh? Hãy đưa bỏ đi nơi khác. Dạ, chính xác là họ đã bị điên thưa anh. Theo lời bố mẹ của anh ta, nửa tháng gần đây, họ xuất hiện tình trạng dở dở ương ương, ăn nói lảm nhảm, không lúc nào là bình thường. Người nhà đã cho đi khám nhiều nơi nhưng không có kết quả, bệnh tình ngày càng nặng hơn nữa. Xếp thanh nghe tới đây thì vẻ mặt trầm ngâm, một lát sau ông nói tiếp. Vậy còn vụ án, chắc là vẫn còn những vấn đề khác nữa chứ. Dạ con, nếu chỉ dựa theo những gì em vừa trình bày, chúng ta chỉ có thể kết luận nạn nhân khi ấy là một người có tâm trạng hoàn toàn bình thường. Anh ta đang cần tiền, cần việc làm, sẽ không có lý do gì lại mạo hiểm để đánh mất đi công việc của mình cả. Thế nhưng sau cùng, anh ta vẫn cứ uống rượu. Dạ đúng anh. Một phần có thể là do có người khác cố ý khiến anh ta phải uống. Phần nữa vì nạn nhân lúc ấy cũng đã có một dự định kinh doanh riêng của mình. Có thể là anh ta sẽ nghỉ việc trong công trường nên đã đánh cược với hành động đó. Và lại, thực ra chứng cứ quan trọng khiến em đưa tới kết luận đây có thể là một vụ cố ý gây ra tai nạn. Đó chỉ là những tấm ảnh này vừa nói quân vừa đưa ra những tấm ảnh trong tập hồ sơ cho xếp thanh xem theo đó thì sau khi kiểm tra lại hồ sơ trong bộ tai nạn em có phát hiện một chi tiết bức ảnh chụp lại vị trí giàn giáo bị gãy nhìn vào vết gãy rõ ràng là bị ai đó cưa một rãnh vết cưa còn rất mới và sâu nhưng nếu chỉ nhìn qua loa thì sẽ rất khó phát hiện không thể nào là do nạn nhân bất cần mà sử dụng thanh gỗ lót đã bị cưa trước làm bệ đứng lên trên cao được vào tuần trước em có quay lại công trình nơi xảy ra tai nạn. Bởi đội thi công không đảm bảo đủ tiêu chuẩn an toàn. Mà vụ tai nạn này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cơ sở kinh doanh ấy, nên tiến độ vẫn bị dừng cho tới hiện tại. Khi ra soát lại hiện trường, em đã thấy không chỉ một thanh cốp pha bị xẻ rãnh như trong ảnh chụp, mà thêm một vài thanh khác nữa trong đống đổ vỡ đó. Nó cho thấy rõ ràng đây là một vụ sắp xếp có chủ đích để cho nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống. Ừm, những gì quân nói hoàn toàn có thể xảy ra. Đồng chí Long, người khi ấy tiếp quản vụ này là đồng chí. Những tình tiết này, lẽ ra đồng chí phải đào sâu tìm hiểu như đồng chí quân đến mới phải. Xếp Thành nói với Long một câu, xong tiếp tục quay sang phía quân, ông nói. Vậy sau đó, quân có thêm hướng điều tra mới rồi chứ? Dạ có thưa anh, nghĩ phạm em cũng đã có luôn. Người mà có thể làm được những chuyện này chỉ có thể là người ở lại vào buổi tối hôm trước để trông coi khu xây dựng. Theo đó thì người bạn thân của nạn nhân tên là Hợi kia chính là nghi phạm. Hôm đó cũng chính là hôm làm việc cuối cùng của Hợi tại đây. Sau đó anh ta tập trung thời gian cho cơ sở kinh doanh của mình. Âm mưu của Hợi có thể được tóm tắt là lợi dụng tới phiên trông hôm trước, động chân tay tới giản giáo nơi vị trí làm việc của nạn nhân. Nhưng có lẽ các vết cắt chưa đủ sâu khiến cô pha bị sập ngay, nên buổi trưa hôm đó họ lại tiếp tục sắp xếp cho nạn nhân ra ngoài uống rượu sợ rằng để lâu cái bẫy mình tạo ra sẽ vô tình gây hại cho người khác nên họ đã bất chấp để khiến nạn nhân phải chết càng nhanh càng tốt bản thân hợi thì chiều hôm ấy ở tại cơ sở kinh doanh của mình chỉ sau khi nhận được tin báo nạn nhân gặp nạn anh ta mới tới viện nơi nạn nhân đang cấp cứu mà thôi vậy trừ động cơ của hắn là gì điều này chưa rõ ràng thưa anh có thể là hợi muốn chiếm luôn số vốn góp chung với nạn nhân. Chi tiết vốn góp của hai người như thế nào em chưa được rõ, và xem chừng vợ của nạn nhân cũng không biết về những việc làm này của chồng. Mà cũng có thể hợi nhắm tới người vợ tên mùi này của nạn nhân, bởi theo các báo cáo điều tra, mối quan hệ của hai người này sau khi nạn nhân chết không có được bình thường. Khá lắm, <laughs> khá lắm. Quân mới vào tổ, nhưng trong chuyện này đã làm rất tốt. Thế nhưng hiện tại, Hỏi đã không còn được tỉnh táo Em định sẽ làm như thế nào Cái này Cái này thì em cũng chưa chắc chắn Nhưng có lẽ em sẽ tiếp tục điều tra từ người vợ của nạn nhân Người đàn bà tên là Mùi Lúc này Ở bên nhà ông bà Tuất Dậu Bà Dậu đang ngồi thẫn thờ Nơi sân bẻ nhặt mỡ rau Lúc sáng mới mua được ở chợ Chuẩn bị cho bữa cơm trưa Ánh mắt bà thẫn thờ lạc thần Đầu óc trống rỗng Chẳng là quãng thời gian vừa qua, thằng hợi con trai bà không hiểu vì lý do gì mà cứ giả chứng điên khùng cả ngày cứ rũ rượi như thằng rồ ngày thì nó ngủ đêm thì nó hú hét nói lảm nhảm những câu trên trời dưới đất không ai hiểu lắm hôm nó còn tồng ngồng chạy thẳng ra đường khiến ông bà tá hỏa cũng vì việc của thằng con mà quãng thời gian qua nhà hai ông bà dối như tơ vò chạy chữa biết bao nhiêu thầy bệnh tình của thằng con cũng không có thuyên giảm của nải tích cóp bao lâu lũ lượt đội nón ra đi đổ vào thằng con trai duy nhất thở dài một cái bà thầm than quay lạ thật đấy thằng bé đang khỏe mạnh sau cái đêm hôm đấy về lại như giở chứng điên khủng thế là cứ làm sao chả lẽ nó gặp ma một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu bà ý nghĩ làm bà khẽ dùng mình bà nhớ tới câu chuyện nhiều năm về trước Bên hàng xóm nhà bà cũng có đứa con gái bị con ma con quỷ nó hành tới mất cả mạng. Cái chứng giở giở điên điên y hệt như thằng con của bà hiện tại. Còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên bên vai của bà có bàn tay ai đó chạm vào. Bàn tay lạnh lẽo làm cho ba giật nảy mình. Bà quay ngoắt lại nhìn, ấy thế mà phía sau lại chẳng có ai. Ngó nghiêng vào trong nhà, thấy ông Tuất chồng mình vẫn nằm trỏng queo trên cái chõng tre phe phẩy cái quạt. Bà vừa khó hiểu vừa cảm thấy ớn lạnh, lật đật đứng dậy, muốn đi nhanh vào bên trong bếp. Đi được vài bước chân, ngang qua cái lối nhỏ thông ra phía vườn sau, ánh mắt bà như bị thu hút bởi cái thứ gì đó đang chuyển động. Quay qua nhìn thì bà khựng người lại, bởi ở nơi ấy, ngồi dưới mấy gốc mít, dưới cảnh lá sum xê, là bóng một người đàn ông. Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng cái làn da của người ấy trắng bạch như vôi khiến bà dậu thấy sợn cả da gà. Trên người, người đàn ông cũng mặc một bộ quần áo trắng toát, có đôi chỗ đã ố vàng, màu xin xìn, trông như tấm vải liệp mà người ta thường dùng để cuốn sắc chết. Bà dậu thấy khó hiểu, không biết ai mà lại đi vào nhà mình giờ này. Bà gión rén bước ra, vừa đi vừa đánh tiếng. Ai, ai đây nhỉ? Ai mà lại giữa trưa vào vườn nhà tôi ngồi thế này? cần tìm ai sao cậu không vào trong nhà đoạn bà quay lại gọi lớn ông đó ơi ông ra đây mà xem có ai ở trong vườn nhà mình thế này đang giả bước tiến nhanh về phía trước thì bất chợt trong nhà tiếng thằng con bà nó hú lên một tràng rồi nó cười khanh khách thế rồi mới chỉ đưa mắt lại nhìn vào trong một cái khi bà dậu quay ra cái bóng người ngồi dưới gốc mít đã không còn thấy đâu nữa Ờ, ai? C cậu gì ơi Cậu gì Sao vừng mới ngồi đây mà loáng cai đã đi đâu mất rồi Lạ thật đấy Cứ như mà như quỷ giữa ban ngày ấy Nói tới đây Chẳng hiểu làm sao Cả người bà gai ốc nổi dần dần Mặt bà tái mét chạy nhanh vào trong nhà Vừa chạy vừa hình dung ra Cái người đàn ông Với gương mặt trắng bệch vừa rồi Đang đứng phía sau nhìn mà cười hình hạch Ở nơi hiên nhà đang nằm liêm diêm mắt ông tuất nghe thấy tiếng bà vợ mình la lên oai oái. Ôi trời ơi, ông, ông tuất ơi, ôi trời ơi, ông ơi, ma, có có ma, đất ta mình có có ma rồi ông ơi. Cả đêm qua không được ngon giấc vì trứng hấp dở của thằng con. Nay vừa mới chập mắt được chút thì lại bị bà vợ làm tỉnh giấc. Ông tuất tức tối. Cái gì đây? Rồi ơi Người ta vừa nằm mới được một tí, đêm thì con, ngày thì mẹ. Thế thì hai người quyết định cho lão già này sống thêm mấy năm nữa không hả? Rồi cơm nước xong chữa mà mò ra vườn làm cái gì? Bà dậu la một mạch đến, nhảy bổ lên chõng ngồi cùng chồng. Nhìn mặt bà vợ đang xám ngoét như đít nhái, miệng thì run lập cả lập cập. Ông tuất bật dậy. Thế, thế bị làm sao? Làm gì mà người cứ run bẩn bật như kinh phong nó giật thế? Ôi sợ ơi, sao người lạnh thương như này? Bỏ mẹ à rồi, kiểu này trúng gió độc chắc rồi. Bà dậu vẫn còn chưa hoàn hồn, ánh mắt lo sợ, nhìn ra phía vườn sau, miệng lắp bắp câu được câu trăng. Ông Tuất sốt ruột hỏi. Thế làm sao? Nói rõ ra xem nào. Từ từ mà nói thôi. Bà dậu sụt xịt đáp lại. Ông ơi, nhà mình, nhà mình có ma có ma rồi ông ơi chính mắt tôi vừa nhìn thấy có 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 một người đàn ông mặt mũi trắng bạch như xác chết toàn thân mặc đồ trắng ố vàng như quấn vải liệm nó nó ngồi lù lù ở dưới góc mít phía sau vườn cái kìa ồ hay cái bà này giữ ban ngày bân mặt ma với quỷ cái gì ở đây mà tôi nói cho bà biết nhá cái nhà này tôi ở à, từ thời các cụ để lại có bao giờ nghe thấy bà là có ma đâu bà cứ thần hồn át thần tính Bà dậu vẫn quả quyết. Không, tôi không thể nào nhìn nhầm được đâu. Ờ, ông nghĩ mà xem, cái thằng con nhà mình không phải tự nhiên nó lại giở trứng rồ dại như thế chứ. Chả phải nó bị con ma con quỷ nó hành thì là gì? Ông có nhớ con bé thứ hai nhà tay kiên hàng xóm ngày trước không? Cũng bị ma nó hành đấy. Ma nó hành cho ngố người ra, khác gì thằng họ nhà mình bây giờ đâu. Nghe bà dậu nói thế, ông tuất chớp chớp Ánh mắt lão lên nhìn dở hướng nhà tay kia hàng xóm, mơ hồ nhớ lại cái ký ức của một miền xa xăm. Ngày đấy chẳng phải ông bà vẫn thường thì thào nói, cái nhà ấy sống không có phúc đức, tới nỗi để con ma con quỷ nó vào nó hành còn gì. Bây giờ tứ lượt ông lắp bắp. Vợ bà bảo bỏ sao vậy? Thì cái con ma đấy nó trông như thế nào? Nó có kinh dị không? Có, có mấy tay mấy đầu? cao hay thấp. Bà dậu đang run rẩy, mồ hôi túa ra vương đẩy trên chán, còn sợ là ông chồng mình không có tin lời mình nói. Nay thấy thái độ chồng như vậy thì nhanh chóng kể lại một hồi cho chồng nghe. Từ lúc bị cái thứ gì nó nắm lấy vai ở ngoài bể nước, cho tới khi thấy người đàn ông gương mặt trắng bạch xanh sao ngồi dưới mấy gốc mít sau vườn. Ông Tuất nghe vợ mình kể thì dùng cả mình. Đoạn ông nói, thực thế, thế, thì khả năng cao là do mình có ma thật rồi. Tôi, tôi cũng thấy vô lý quá. Tại sao lại không nghĩ tới cái điều này sớm hơn cơ chứ? Bà bảo bây giờ phải, phải làm như thế nào đây? Để cho con mãi nó bắt thằng hợi đi hay sao? Ông ông bị giỏ à? Để nó bắt là bắt thế nào? Tôi biết ngay mà. Xưa nay ông có khi nào yêu thương gì mẹ con tôi cơ chứ? Ôi giời ơi là giời. Sao số tội tôi lại khổ như thế này hả giời? Thôi 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 Là tôi lỡ lời Lỡ lời Hay là Ta thử tạ đất tạ cát đi sẽ Xem nó ra làm sao Không biết như vậy có được không nhỉ Rồi cũng cơm cho nó ăn Đốt quần áo cho nó mặc chắc Chắc là Nó sẽ đi chứ Bà dậu nghe thấy chồng có ý kiến hay Thì gật đầu như bổ củi Bà nói Ừ Phải, phải đấy Rồi Cần thiết thì Xăm cái lễ thật to, mua cho nó ít hình nhân thế mạng, xuống đấy hầu hạ, thế thế nào mà nó chẳng tha cho con mình? À, à phải, không thì để tôi đi tìm thầy về, xem thầy bảo làm sao rồi mình tính. Gì chứ, cái giống ma quỷ này, không làm khéo lạ, không có xong với chúng nó đâu. Ông Tuất nghe vậy, thì cũng đồng ý ngay. Khi mà cả hai còn đang bàn bạc xem là tìm ở đâu được thầy cao tay, thì bất ngờ, từ gian phòng nơi thằng con đang nằm, phát ra tiếng hú hét, tiếng đập cửa huynh huynh, rồi tiếng cười lanh lảnh. Hai vợ chồng giật bắn mình kinh hãi. Ôi trời ơi, lại cái gì đấy, cái gì đấy? Còn nơi là con, tao lại mày. Mày có lên cơn dầu cơn giải, thì cũng để cho hai cái thân già này thở một chút đã chứ. Bà dậu thì dám nguyết cả mặt, khêu khêu tay chồng thì thảo nói. Ờ, ông ơi, hay là con, con ma nó lại ốp thằng bé rồi hả ông? bà nói xong câu đấy thì thấy ông chồng mặt xanh như đít nhái ông ngồi nhảy tọt ra phía sau lưng vợ bà bà, bà sẽ xem xem nó luôn ra làm sao để tôi tôi ở đây tôi tôi canh chừng cho ngoài này hai ông bà đang đùn đẩy nhau thì ở bên trong phòng kia thằng hợi như lên cơn rồ nó là hết lúc khóc lúc cười rồi lại đập uỳnh uỳnh vào tường vào cửa một phần vì thương con một phần vì sợ cái nhà này sẽ bị nó đập phá tan tành ra mất. Bà dậu lấy lại bình tĩnh, rón rén bước xuống khỏi cái chõng rồi tiến dần vào phía cửa phòng con. Ông Tuất thấy vợ mình đi rồi thì cũng trột dạ, Lũi húi đi ở phía đằng sau. Bà dậu hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa ra. Hai ông bà ngó vào thì một cảnh tượng đập vào mắt khiến cả hai người đứng cả hình. Thằng hỏi lúc này đang trần như nhọc cả người không có lấy mảnh vải che thân. Nó đang quỳ cả hai chân xuống đất, hai tay quặt ra đằng sau như bị thứ gì đó trói gô lại vậy. Đầu thằng hợi lúc này cứ nhấc lên hạ xuống, đập uỳnh uỳnh xuống giường. Trên trán nó đã bầm tím rớm máu. Xót còn, bà dậu ré lên rồi chạy nhà vào. Ôi con ơi là con! Sao lại tự hành hạ mình thế này hả con ơi? Vừa chi hô, Hai ông bà vừa xông vào kéo con trai ra bên ngoài. Hai vợ chồng tái cả mặt khi thấy tay chân đứa con lúc này lạnh toát như ướp đá. Thấy bố mẹ vào, thằng Hợi lại hé miệng ra cười hành hạch rồi càng đập đầu xuống giường mạnh hơn. Thằng kia, tiên, tiên sư nhà mày, mày còn cố tình chữa ông đấy hả? Muốn chết phải không? Vừa nói, ông Tuất vừa vòng tay qua cổ nó, ôm chặt lấy người nó rồi hai vợ chồng cứ thế lôi sành sạch nó ra ngoài. Tầng hợi được đưa ra khỏi phòng thì lại ré lên. Như mọi khi lên cơn rồ cơn dài. nó làm nhảm nói. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ông ra. À, hai, hai thằng già con già này, chứ chúng mày có bỏ ông ra không thì bảo. Ông mà ra được, ông, ông giết. Nói xong nó lại khóc ỉ ôi, ba mẹ ơi bỏ con ra bỏ con ra để con đi theo vợ con cứ con có vợ rồi con có vợ rồi ba mẹ ơi vợ con đang chờ vợ con đang gọi cái kia đẹp lắm xinh lắm cái kia đang đứng vẫy con cái kia nghe tới đây hai ông bà tuất dậu ngay cả người điều mẹ cái thằng này mày bị tâm thần thật à đã ai cưới vợ cho mày mà đâu có vợ thật mà ừ, vợ con xinh lắm đi đi đẹp lắm Th thằng tin nó dắt về cho con Th thằng tin bạn con nó dắt về đấy cưới rồi cưới rồi nghe xong thì hai ông bà già chết điếm đứng á khẩu không biết phải làm gì đưa mắt liếc nhìn nhau mà ai cũng nổi ra gà ra chó thằng hợi nó nhắc tới cái thằng Thìn bạn nó chả phải là cái thằng mà đợt trước vẫn thường sang bên này rượu trẻ hay sao cái thằng đấy nó đi làm trên thị trấn, lộn cổ từ giàn giáo xuống, chết từ đời tám hoánh nào rồi. Bà dậu nuốt nước bọt nhẹ giọng hỏi. Con, con ơi, thế vợ con, vợ con nó trông như nào? Này nhá, vợ xinh, xinh lắm. Mấy hôm vừa rồi, hôm nào cô ấy trả về, đứng ở đầu giường con. Ồ kìa, kìa kìa, đang đứng ở ngoài ngõ nhìn con kìa. Vợ ơi, Vợ! đợi anh đợi anh với quả này thì thì bỏ mẹ rồi bảo thôi ma thật ma thật rồi là ma nhà thằng Thìn nó, nó về nó bắt thằng hợi con mình đi chứ còn gì nữa nhảy nhảy, cho chói nó vào cây cột kia không nó lại đâm đầu chết bố nó đi bây giờ thế nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng thằng hợi nó như lên cơn nó vùng lên đạp bắn ông tuất sang một bên bà dậu thì bị nó đẩy văng từ trên hiên xuống dưới sân. Lúc này, nghe tiếng chi hô của ông bà, hàng xóm có mấy người chạy sang tới đầu ngõ thì thấy cảnh thằng hợi tồng ngồng chạy từ trong sân ra ngoài. Đang chạy, nó dừng lại, hái bông hoa cất lợn cài lên tay, rồi lại khanh khách chạy về phía trước. Ôi, 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 tiền sư thằng con nhà tuất, tiền sư thằng con nhà tuất kia, mày, mày, mày có mặc ngay quần áo vào không? Để tông ngỏng ra thế này mà chạy ngoài đường à? Ủa, mấy người, mấy người nhanh cả nó lại, cả nó lại đi. Cả con xóm nhanh chóng là một màn gà bay chó chạy. Đàn ông thanh niên hò nhau đuổi bắt thằng hợi. Mấy mẹ đàn bà bắt gặp cảnh ấy thì mở chố mắt ra xem như sợ nó chạy mất. Lũ con gái mới lớn nhìn thấy thì ré lên quay mặt đi. Nhưng khi không ai để ý lại liếc mắt nhìn ra tâm trạng hí hưởng như bắt được vàng. Hai vợ chồng ông bà Tuất Dậu vừa chạy đuổi theo, vừa gào mồm lên che che. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, sau khi cả xóm tóm được thằng Hợi, lôi hắn về trói gô và hiên nhà, bà Dậu theo lời một vài người chỉ, cũng sang bên xóm ngoài tìm ông thầy Chín. Ông thầy mà người ta đồn là cao tay lắm, đợt trước còn bắt được cả hai con vong lính tàu chết từ mấy trăm năm, Đúng bốn giờ chiều, khi mặt trời đã ngả dần sang tây, những tia nắng cuối cùng sắp tắt sau lũy tre cuối xóm thì lễ lạt được mọi người bày biện xong xuôi. Ông thầy chín năm nay đã ngoài 60, nét mặt phúc hậu nhưng có phần uy nghiêm, da rẻ, hồng hào, tiên phong đảo cốt. Chỉ nhìn qua cũng biết là người rất có cốt cách. Thầy nhìn hai vợ chồng nhà tuất dậu nói Đất nhà hai anh chị đây thì cũng là đất lạnh, vốn cũng không phải là có ma tà gì ở đây cả. Thế nhưng trong nhà này, đúng là đang có vong hồn người chết lần quẩn, là do con trai của anh chị vướng vào nhân quả với người ta. Bây giờ họ về họ hành cho đây thôi. Bây giờ để tôi làm cái lễ, trình bày với người ta xem là họ có nghe hay không. Nếu như không, thì chắc là phải tính cách khác. Bà giàu sót con, nghe thầy nói thế thì mếu máu cất tiếng hỏi. Thầy ơi, nếu như họ không chịu buông tha cho thằng con nhà con, thì phải, phải làm thế nào hả thầy? Hey, thì đang phải làm bùa mà chấn yểm. Cho vong hồn không có vào quấy phá được thôi chứ biết làm sao. Con nhà anh chị, tôi sẽ đưa cho mỗi người một lá bùa mà đeo bên mình. Nhưng mà tôi nói thế này, nếu làm như thế sẽ rất bất tiện. Để lâu, toán khí của con vong này càng tăng lên. Vong càng mạnh thì bùa chú càng vô tác dụng. Tới lúc ấy, đến tôi cũng hết cách. Ông Tuất nãy giờ vẫn nghe thầy nói. Bây giờ hai tay đang xoa tít vào nhau, dối rít gật đầu rồi mới có tiếng hỏi. Dạ, vợ chồng con, chăm sự nhỏ thầy giúp cho. Nhưng mà thưa thầy, thưa lỗi cho còn nói câu này không phải... Sao thầy không nhân lúc con ma này nó yếu mà đánh giết nó để... Con nghe thấy người ta nói thế có thể diệt được cả ma quỷ chết cả mấy trăm năm sợ gì cái con ma cái thằng mới chết đấy chứ ê hey, đúng là tôi có thể đừng nhà anh chị phải biết ma quỷ cũng giống như chúng ta họ cũng đã từng sống như tôi với anh chị vậy đâu thể nói giết là giết được đây là nhân quả giữa con trai anh chị với hồn ma kia tôi chỉ có thể ngăn cản việc họ làm hại tới tính mạng của con trai anh còn việc tiêu diệt thì tôi hay bất cứ thầy pháp nào cũng sẽ không làm đâu." Nói xong câu ấy, thầy chín quay lại với công việc của mình. Ông lần mò trong túi đồ, lấy ra một bộ gõ mõ, một quyển sách chi chít những chữ tàu, liếm vào ngón tay một cái cho ướt, rồi lật từng trang sách, ông bắt đầu làm lễ. Trời chuyển tối rất nhanh, cả con xóm vang lên tiếng gõ mõ. Tiếng ông thầy khấn vái, mùi hương án bay lên nghi ngút hai vợ chồng nhà ông bà tuất dậu từ đầu tới cuối ngồi sau thầy lễ vái như bổ củi xong rồi, thầy chín nhìn hai vợ chồng nói đấy rồi hai anh chị đòi một lát nữa khi nào hết tuần nhang thì đem số vàng mã này hóa đi nhớ là đốt sạch không được để sót lại chút nào như vậy là được rồi phải không hả thầy rồi thằng cu nhà con sẽ không bị vong nó hành nữa chứ Vừa dọn đống đồ nghề vào trong túi, thầy chín vừa đáp lại lời bà dậu. Cái này thì ta cũng không dám chắc. Anh chỉ cứ phải chờ thêm vài ngày tới xem ra làm sao. Nếu mà vẫn không có gì thay đổi, sang báo lại, ta sẽ làm bùa chấn niệm, không cho ma quỷ vào trong nhà quấy phá. Nhưng như thế thì Già tiên nhà anh chị cũng không có vẻ mặt đỗ chỉ cho con cháu được đâu. Ông bà tuất dậu cảm ơn thầy dối rít Xong đợt nhang cháy hết thì làm đúng như lời thầy dặn. Công việc hoàn tất thì trời cũng đã tối hẳn. Cả ngày tất bật từ sáng. Chỉ có ăn uống qua loa, lại thêm tinh thần bị khủng bố, toàn thứ ma quỷ khiến hai ông bà mệt lở. Hàng xóm xung quanh sang mỗi người một tay giúp hai ông bà già nay cũng đã về hết. Thằng hợi từ lúc thầy sang làm lễ cho tới giờ, nó cũng đã bớt điên khùng sau khi được bà dậu bón cho bát cháo thì cũng nằm ly bì không biết trời trăng gì cả. Căn nhà nhỏ nhanh chóng chìm trong yên lặng. Bóng tối ập tới, hai vợ chồng ông bà vừa nằm xuống thì cũng chìm vào giấc ngủ. Trời nhanh chóng đang chuyển dần về đêm. Từng cơn gió thổi hưu hưu luồn qua khe cửa mở hé vào trong phòng, mang theo làn hơi lạnh lạnh. Hợi giật mình mở mắt ra, đầu óc cảm thấy đau như búa bổ sự việc mấy ngày qua cứ tỉnh tỉnh mê mê khiến hỏi không biết hoàn cảnh hiện tại của mình như thế nào còn đang vắt óc ra suy nghĩ thì bỗng nhiên ngoài cửa chính vang lên tiếng đập rầm rầm kèm theo tiếng gọi thất thanh của một người con gái anh hỏi ơi anh hỏi anh hỏi ơi anh ngủ chửa mở cửa mở cửa ra em đây em mùi đây Hợi nghe tiếng gọi thì nhổm dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đúng là tiếng của mùi rồi, mà sao cuối lại sang đây vào giờ này? Còn hai ông bà giả đâu, không nghe thấy gì hay sao, mà không ra mở cửa cho người ta vào. Bên ngoài tiếp tục lại là tiếng gọi. Anh Hợi, anh Hợi ơi, mở cửa, thì không mở cửa ra cho em vào à anh Hợi ơi? Nhanh lên, em có việc gấp lắm, gấp lắm rồi đến này. Hợi liền nhảy xuống giường, mò mẫm lấy chiếc dép xỏ vội rồi mở cửa phòng tiến ra ngoài không quên lớn giọng đáp lại đây chờ tí anh ra ngay đây phía gian ngoài tối đen như mực hợi dò dẫm với chiếc đèn dầu mang theo bên mình ánh sáng đỏ lòm tỏa ra in bóng hắn đang đổ dài lắc lư dưới nền đất then cửa được kéo tiếng kẽo kẹt vang lên cánh cửa từ từ mở ra hợi đứng ngơ ngác quái lạ chẳng lẽ mình nghe nhầm rõ ràng vừa mới thấy gọi ở đây mà thoáng cay đã chạy đâu mất rồi môi môi ơi môi ơi không ngoài đâu không em gọi mấy câu không thấy có ai đáp lại hợi đứng bần thần bên hiên nhà một lúc lâu cho tới khi quyết định quay vào bên trong thì bỗng sau gáy lại có cảm giác rờn rợn cảm giác như trong đêm tối ngoài kia có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình hợi vô thức muốn chạy vào nhà. Thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cứ nặng trịch như chỉ, không thể nhúc nhích nổi. Rồi hắn cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ bẫng, từ từ quay mặt lại phía sau. Hợi thấy đang đứng nơi mái hiên là một người đàn ông. Người này đang cúi gằm mặt xuống, nhưng hợi có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch như bôi vôi. Cái bóng dáng của người này, hợi thấy có đôi chút quen thuộc. Hợi dùng mình, cố dặn ra một câu ai ai đây sao lại đứng đây giờ này người nọ trước câu hỏi của hợi vẫn không có mở miệng vẫn đứng yên bất động cho tới khi hợi sắp không thể kiên nhẫn hơn được nữa toàn thây đã run rẩy tới sắp tè cả giác quần thì người đó mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn ừ, là là mày mày mày, mày chết rồi cơ mà cô đi cô đi gương mặt trắng xanh vàng vọt với từng vết máu bầm tím nửa bên mặt bị biến dạng cái chán lõm vào để lộ ra cái thứ chất lỏng lầy nhầy đang nhỏ tong tỏng xuống bên má cái thứ ấy loáng một cái đã áp sát vào hợi mùi hôi thối sọc vào mặt và mũi khiến hợi chỉ còn biết đứng hình ú ớ một buổi sáng tại một làng quê khác khi người đàn bà đang lối hối chuẩn bị bữa trưa trong căn bếp lộ sộp, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân người đi tới, rồi một giọng đứa trẻ con cất lên. Mẹ ơi, con chú này muốn gặp mẹ này. Nghe thấy giọng con hoa, lại thấy nó nói có người muốn gặp. môi chắc mẩm lại mấy người hàng xóm quanh đây biết tin hai mẹ con dọn về, nên tới hỏi thăm câu chuyện. Lấy tay vén lại mái tóc cho gọn mùi bước ra ngoài cửa. Còn Hoa thấy mẹ bước ra thì cũng chạy lại đứng bên mẹ. Chào chị Mùi. Xin lỗi chị vì tư giờ này rồi mà vẫn tới làm phiền gia đình. Cậu... cậu là... Thấy người đứng trước mặt mình là một cậu trai trẻ lạ mặt, có phần khôi ngô, lại không giống với những người trong làng này. Mùi có phần chưa đoán biết được. Vâng, em là Quân, là cán bộ công an thị trấn chịu trách nhiệm điều tra về cái chết của anh Thìn chồng chị. Có một số vấn đề em cần chị xác nhận, mong chị sẽ hợp tác cho. Cũng bởi đợt vừa có qua bên nhà, hàng xóm nói hai mẹ con chị đã chuyển về quê ngoại, thế nên em mới phải cất công tới đây vào giờ này. À, thì ra là vậy. Vâng, hai mẹ con tôi cũng vừa về ngoại được mấy bữa, mà chả phải đợt trước cũng có một cậu công an tới lấy lời khai rồi hay sao? Thôi được rồi, đã tới đây rồi thì mời anh vào trong nhà, quay sang con hoa môi nhẹ nhàng nói con vào trông giúp mẹ nổi rau cẩn thận không có nẫu ra hết đó chờ lát ông bà về rồi mình ăn cơm nha con hoa giả vâng rồi sọc luôn vào trong bếp môi dẫn quân ngồi trước hiên nhà rót ly nước mời khách rồi chờ đợi chỉ thấy quân thò tay vào trong bọc tài liệu lần lượt để ra trước mặt mồi đống giấy tờ vừa làm quân vừa nói con nhỏ năm nay mấy tuổi rồi mà có vẻ ngoan chị nhỉ? Cơ mà lúc vừa gặp cháu ngoài ngõ, khi nhắc tới ông bà, có vẻ con nhỏ không được tự nhiên cho lắm. Có khúc mắc gì giữa hai cha con hay sao hả chị? Dạ vâng, cháu nó ngoan ngoãn, mấy tí tuổi đã giúp mẹ bao nhiêu việc rồi. Chỉ tội cho nó có người ba mẹ như chúng tôi, vô tâm, không để ý tới suy nghĩ của nó, thành ra... Hey, nhất là với ông ba nó, trước khi chết đi, con bé vẫn mang một suy nghĩ không đúng về ông ấy. Bây giờ thấy con như vậy, người làm mẹ như tôi cũng đau lòng lắm. Nghe mùi nói thế, quân mỉm cười đáp. Chị cứ yên tâm, cháu nó còn nhỏ, rồi dần dần nó cũng hiểu được thôi. Mà chỉ cần chị lựa lời nói khéo với con bé những điều mà em sắp nói sau đây, thì tin chắc rằng con nhỏ sẽ xóa bỏ hết mọi hiềm khích với bà nó. Đây, chị nhìn đi. Đây là giấy tờ có liên quan tới cơ sở kinh doanh trên thị trấn do anh thền chồng chị, nhờ bạn của mình trước khi chết đã mở. Là sao? Tôi, tôi không hiểu. Không bất ngờ vì vẻ mặt ngạc nhiên của mồi, quân tiếp tục nói. Theo đó, câu chuyện về việc thiền nhờ người bạn của mình là hợi móc nối, mở một cơ sở kinh doanh, rồi sau đó bị chính hợi âm mưu đoạt hết tài sản được quân thuật lại. Đến bây giờ thì mùi cũng mới hiểu, thì ra lâu nay chồng mình ở sau lưng lặng lẽ làm những điều ấy, Sợ dĩ anh không có nói với vợ chắc hẳn bởi vì anh sợ sẽ lại thêm một lần nữa thất bại lúc đó anh sợ hai mẹ con mồi sẽ buồn phiền hơn cuộc sống gia đình sẽ càng trở nên tồi tệ có lẽ vì điều đó mà thìn lựa chọn cách im lặng một mình đối mặt với những áp lực rồi mới sinh ra thói cộc cằn đánh mắng vợ con còn thổn thức chưa thôi thì mùi lại nghe câu chuyện về cái chết của thìn cũng là một tay do hợi sắp đặt thì mùi như chết đứng. Trong suy nghĩ của người đàn bà quá này, hợi tuy không phải là một người tốt, nhưng để làm ra những chuyện ấy thì không thể nào là anh ta được. Có thể mới nghe thì chị sẽ không tin, nhưng đây đúng là sự thật. Toàn bộ âm mưu, quá trình gây án đã được hợi thuật lại. Nếu biết được tiêu sư của hợi, từng có tiền án về tội lừa đảo và hiếp dầm trước đó, chắc chắn chị sẽ không tới mức bàng hoàng như vậy. Ngay bản thân em là người theo sát, cũng không ngờ về sự xoay chuyển nhanh chóng của vụ án. Vì trước đó hỏi có dấu hiệu của bệnh thần kinh, nhưng sau đó lại hoàn toàn tỉnh táo. Tất cả những việc làm của họ đối với chị, hắn cũng đã khai cả. Nên là, ngoài việc thông báo cho chị biết về cái chết của anh Thìn, em cũng cần xác nhận của chị về chuyện này. Nghe cậu công an trẻ nói tới đây, mặt mùi có đôi chút đỏ ửng. Chuyện này mùi lựa chọn cách giữ im lặng. Không phải là cô có cảm tình với hỏi, cũng không phải là cô sợ những lời đe dọa từ gã đàn ông đó, mà mùi sợ cô con gái của mình sẽ biết được chuyện. Con bé từ nhỏ đã chứng kiến nhiều cảnh ba mẹ không hòa thuận, cho tới khi ba mất đi thì suy nghĩ không hay về người ba trong đó mới dần thay đổi. Mùi sợ vì câu chuyện của mình mà người đời sẽ xì xả bản tán, sẽ làm ảnh hưởng đến con bé thêm lần nữa. Chính vì thế cô lựa chọn chịu sự tổ nhục một mình, đưa con lánh vẻ bên ngoài cô biết những chuyện xảy ra với hợi có lẽ là do hồn ma của thìn người chồng của mình gây ra mùi luôn cảm nhận được sự hiện diện của chồng trong nhà khi anh mất đi cho tới cây đêm hôm đó khi chứng kiến vợ mình bị làm nhục mà không thể ra tay cứu giúp thì thìn cũng không còn xuất hiện ở nhà nữa câu chuyện mà quân nói lại vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu mùi cho tới tận buổi tối hôm đó dạo này mưa nắng thất thường bên ngoài lại giả dích từng hạt rơi xuống. Nằm chằn chọc mãi mà không ngủ được, đột nhiên con hoa nó rúc vào nách mẹ. Hình như nó đang khóc vì bồi nghe thấy giọng nó đang nghẹn ngào. Mẹ ơi, con ghét ba. Sao ba không ở lại với con? Con muốn học thật giỏi, muốn ba tự hào về con. Muốn ba thấy con gái của ba đã lớn. Muốn cho ba thấy cấm con đi học là ba đã sai rồi. Ba ơi, con nhớ ba Quý vị khán thính giả bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến Chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tổng Media Và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình Để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện Trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.